người này mạnh quá mức lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa. Chương 361, không muốn đánh, chỉ là, ý nghĩ là tốt, sự tình phát triển, dịp trần bọn người triệt binh, bên này đâu, đó cũng là lui về sau mấy trăm mét, tu chỉnh, cũng là dịp trần bên này tại như vậy một cái lén lút thời điểm, không phải sao, đây là bị đối phương cảnh giới tiếu phát hiện, sau đó cũng là đem phát hiện tình báo cho hội báo lên, lại sau đó, cái này đại quân cũng là không lo được nghỉ ngơi trực tiếp thì truy, đại quân đuổi tới, động tĩnh lớn như vậy, cái kia có thể nghĩ, Diệp Trần khẳng định là biết, nhưng là, giờ phút này Diệp Trần không phải rất muốn phản ứng đối phương, cho nên, vẫn là để cấp dưới bước nhanh, trực tiếp chạy, cái này giao phong không phải mục đích chủ yếu, công thành, đem phòng tuyến cho đánh vỡ, đó mới là mục đích chủ yếu, sau đó thì sao? Chuyện sau đó cũng là cái này phía sau càng ngày càng gần, xem ra, như thế chạy xuống đi đây không phải là cái sự tình, phía trước là một mảnh ngăn trở đường đi rừng cây, không phải sao, Diệp Trần nhất thời liền là có tốt đề nghị, điều động chiến sĩ 500, tam tam tiểu tổ thì phân chia như vậy đi ra, mọi người tìm mỗi người quen thuộc tiểu đồng bọn hợp tác, ba người làm một cái tiểu tổ cứ như vậy ẩn núp lên. Khoảng cách lẫn nhau đại khái là là cái 3 mét dáng vẻ, như thế trải rộng tại cái này trong rừng cây, một khi là địch nhân đến, vậy liền triển khai đánh lén tại cái này đánh lén thành công về sau trong nháy mắt lùi lại ẩn thân chờ đợi lấy địch nhân lần thứ hai hành động chỉ cần là địch nhân hành động viễn trình cung tiễn hầu hạ tại cái này hầu hạ song song về sau đổi một cái điểm ẩn tàng chờ đợi lấy lần thứ ba hành động lần thứ ba cái kia liền trực tiếp theo điểm cao trên cành cây từ trên xuống dưới triển khai đánh lén đánh đối phương xử trí không kịp đề phòng không phải sao giờ phút này rừng cây im ắng đây phụ trách truy kích chính là một vị gọi là vàng đại khái người phụ trách, vàng đại khái một tiếng vào trong rừng cây. Cảm giác này cũng là toàn thân trên dưới vậy là không có một chỗ là thoải mái, cảm giác này, đầu quả thực cũng là ông ông, cả người đều là không xong, lại không thể là như thế dừng ở đây, còn phải là muốn phụ trọng tiến lên, như thế tiến lên đi xuống lại không có có mấy phần chắc chắn, cái này, cái này đặc biệt là cái tình huống như thế nào, khiến người ta quả thực cũng là tương đương chi chính là khó chịu như thế một loại bộ dáng đâu muốn tỉnh táo cũng là lạnh không an tỉnh được đâu tâm tình đó là đặc biệt có thể không xong thật vàng đại khái cứ như vậy lo lắng đề phòng đi về phía trước nhưng kỳ thật giờ khắc này hắn thật là không muốn tiến lên đi xuống có nắm chắc vậy là được cái này đặc biệt không có niềm tin chắc chắn gì a à. cái kia không có niềm tin chắc chắn gì cái này lên một ngày bằng một năm a à cái này thật là là rất là khó chịu dáng vẻ a à, sư sư một đạo một đạo thân hình được bắt đầu chuyển động đánh lén giờ phút này diệp trần cũng được bắt đầu chuyển động loại này đánh lén mai phục cũng là hành động quân sự mặc dù nói là không có xuất động tất cả mọi người nhưng là một khi là diệp trần không ở nơi này cái này cho người cảm giác tự như là những người này cũng là tử nô một dạng đồng thời một khi là xuất hiện tình huống như thế nào cũng không có người tiến đến lúc ra lệnh biến động, cho nên, cho dù là cái phổ thông đơn giản mai phục hành động, Diệp Trần cũng là tự mình mai phục, Diệp Trần thì không cần ba người làm một cái tiểu tổ, hắn thì cùng một người hợp tác, người này đâu, như vậy tùy lúc làm xong nghe theo cùng mệnh lệnh của hắn làm lính gác trực tiếp chạy trốn như thế một loại chuẩn bị. Diệp Trần hành động chỉ cần hắn tự mình một người, tổng cộng 500 cái, bọn họ bên này chiếm cứ hai cái vậy còn dư lại vừa vặn cũng là chia đều trở thành ba người tiểu tổ bộ dạng này thì không tồn tại có tiểu tổ kém một người như thế một loại tình huống trở lại chuyện chính dịp trần công kích đã đến hướng về vàng đại khái trên thân cứ như vậy hoàn thành bao trùm cứ như vậy bất thình lình vừa đến ấy thì hỏi ngươi là phát điên vẫn là không phát điên tâm tình tốt vẫn là rất tồi tệ âm 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 không phải sao vàng đại khái bị đánh giờ khắc này vàng đại khái trên thân đó là bị cái này ba lần công kích cái này ba lần công kích thật là một lần muốn sau một lần đó là tới dọa người như thế một loại bộ dáng cái này ba lần đây là muốn đưa ngươi dọa cho hù đến tè ra quần như thế một loại tiết tấu vàng đại khái còn có thể là bị ngươi như thế mấy lần công kích dọa cho hù chết ngươi sợ là cũng là có chút điểm nghĩ quá nhiều như thế một loại bộ dáng người ta cao bao nhiêu ngạo nhiều đắc ý cỡ nào chính là ngông cuồng mặt hàng đâu người ta nghĩ kỹ không coi ngươi một chuyện vậy liền khẳng định là không coi ngươi là một chuyện cũng là đơn giản như vậy một chuyện ầm cái kia tiếp tục đánh ngươi đã ngươi là như thế ngông cuồng cái kia không thu thập ngươi thu thập người nào cái kia đều không ai tới thu thập ngươi ngươi có phải hay không hăng hái a à, có phải hay không nghiện nha ngươi đây là kiên định ý tưởng này là muốn cùng ta ăn thua đủ có phải hay không a à. Ta đúng nha, ta là kiên định ý tưởng này. Nhất định nhất định là muốn theo ngươi ăn thua đủ a, à? không được a. À? Ta thích dạng này, ta nguyện ý dạng này, ta kiên định ý tưởng này liền phải là muốn như vậy, có mau bệnh a. À? Mỗi một ngày, ta hiện tại, cái này có thể là chân chân chính chính nghiêm túc, nảy sinh ác độc, ta một khi là quyết tâm, ta người hung ác không nói nhiều, ta ra tay độc ác lên chính ta đều cảm thấy là sợ hãi đó a. À? kỳ thật ngươi cũng chính là hù dọa một chút chính ngươi, cũng liền là chính ngươi sợ hãi một chút, ta cũng sẽ không sợ sệt a, à. ta nhiều đắc ý ngươi a, à. đây chính là dịp trần thái độ, hiện tại là một hồi, là một mực, là cứ như vậy là đi xuống, quản ngươi khá hơn chút đâu, đây là ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ta tâm tình, giờ khắc này cũng cũng là bởi vì cái này cũng nổi bật lên thái độ, đây là cho vàng đại khái chỉnh cái kia là phi thường phát điên. Diệp Trần còn lại tiểu đồng bọn đã là đắc thủ, bắt đầu rút lui. Nếu là như thế, cái kia Diệp Trần như thế tiếp tục phản ứng đối phương đi xuống, vậy cũng không thích hợp. Tại cái này không thích hợp như thế một loại tình huống phía dưới, ân, làm chút nghiêm chỉnh sự tình tương đối tốt, đây chính là Diệp Trần ý nghĩ. Cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, nhất định nhất định là phải thoát đi nơi này, soát, rõ ràng Diệp Trần là chiếm cứ bên trên rõ ràng hắn là có thể như thế tiếp tục công kích người ta đâu đây là cũng nghĩ kỹ muốn cùng dịp trần chết như vậy đập đến cùng kết quả dịp trần chạy đây coi như là cái tình huống như thế nào đây là buồn nôn ai đây dù sao người ta đây là bị dịp trần cho buồn nôn đến tại cái này bị buồn nôn đến như thế một loại tình huống phía dưới chuyện này người ta không phải là đơn giản như vậy coi như xong cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập người ta đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đem dịp trần giết chết soát một tiếng không phải sao đây là tăng tốc độ cũng là hướng về dịp trần đuổi đi đây là nghĩ có thể xem rõ ràng muốn để dịp trần biết biết hắn cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng đây là chuyện khẳng định sau đó đâu sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên không phải sao dịp trần đây là không muốn cùng đối phương chiến đấu tập trung tinh thần cũng chính là cái chạy trốn mà thôi hy vọng có thể vứt bỏ đối phương Chương 362, đánh rụng sĩ khí, Diệp Trần không muốn đánh, đó là chuyện của hắn, đối phương muốn đánh, đối phương cũng nhất định phải là muốn A, à, hắn một cái người phụ trách, thống lĩnh cấp bậc, cứ như vậy bị Diệp Trần cho đánh lén sau đó cứ như vậy nhìn lấy Diệp Trần rời đi, cái này đặc biệt không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào, về sau hắn còn như thế nào đi ra lăn lộn, về sau hắn còn như thế nào đi ra gặp người. Cho nên, Chiến đấu này mặc dù là dịp Trần bốc lên đến nhưng là cái này Dịp Trần nếu là chọn đi lên chiến đấu này vậy thì nhất định phải là muốn đem chiến đấu cho kết thúc cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập rõ ràng rõ ràng giờ khắc này Dịp Trần đây là hướng phía sau nhìn thoáng qua không phải sao cái này không biết xấu hổ đây là chỉ đến rồi cái này đặc biệt quả thực chính là cho người chỉnh cái kia là ít nhiều có chút khó chịu dài như vậy này trước kia đi xuống cái này có thể thật không phải là chuyện này a, à. ta, ta hy vọng chúng ta có thể câu thông giải quyết, ngươi cứ nói đi, ngươi muốn lừa dối lấy ta đã ngừng lại thân hình theo ngươi câu thông, ta một khi là đã ngừng lại thân hình, ngươi đặc biệt liền phải là muốn đánh lén ta. Ngươi những thứ này tâm nhãn tử, ngươi cho rằng ta là nhìn không ra. Ngươi, cái kia chính là một cái khéo léo tử người, tâm nhãn tử đó là tương đương sâu, chật chật chật, ta đối với ngươi thật là lão thất vọng, thật ta hiện tại đây là muốn nghiêm chỉnh hảo hảo mà theo ngươi câu thông không phải tâm nhãn tử vậy liền một bên truy một bên câu thông đi dịp trần nói ra đó là cái rất tốt biện pháp giải quyết ngươi truy ngươi ngươi nói ngươi làm phiền ngươi nói chuyện a à, không có a à, đúng hay không ngươi hoàn toàn là có thể như thế truy tìm bên trong liền nên nói chuyện gì nói chuyện gì miệng của ngươi thế nhưng là trống không đâu muốn nói cái gì nói cái đó muốn làm sao nói thì nói thế nào cũng là như thế một chuyện, ánh mắt của đối phương nhắm lại Cái kia đuổi còn là tiếp tục truy, cái này, cái này thật là là quá đặc biệt là khiến người ta phát điên a, à. hận không thể chính là muốn đem cái này đáng chết dịp trần cho bóp chết, cái kia, bất đắc dĩ đành phải là phóng xuất ra ám khí đối phương đem một cái ám khí đem ra cái này là có thể một lần phóng xuất ra mấy chục cây cương châm ám khí khả năng chỉ có thể là xạ kích một lần liền phải là muốn nhét vào một hồi lâu xem như trên cơ bản cũng là phế bỏ nhưng là lần này xạ kích đủ để mà chính là để ngươi phát điên để ngươi bị điên như thế một loại bộ dáng sưu sưu cái này cương châm đã là triển khai công kích như thế đây là ùn ùn kéo đến liền đến như thế đây là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là da đầu tê dại như thế một loại cảm giác dáng vẻ như vậy thế công dáng vẻ như vậy một vòng ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu ngươi cho rằng sự tình mà thôi nhưng kỳ thật đâu đây là hướng về trên người của ngươi cũng là hoàn thành bao trùm cái này là hướng về phía trí mạng mà đến lập tức sắp đây là muốn đem đối phương dết chết a à, đinh 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 bắn ra thôi nhiều sự tình đơn giản cũng không phải ngươi muốn liền có thể như thế nào như thế nào ngươi nghĩ đó là ngươi nghĩ sự tình không phải là hướng về ngươi ý nghĩ đến phát triển cũng là đơn giản như vậy sẽ phải là làm sao làm sao còn bắn ra đây vàng đại khái cái này tâm tình thật là là trong nháy mắt cũng là bị ảnh hưởng giờ phút này vàng đại khái ngôn hành cử chỉ đó là đã là triệt để đem dịp trần cho làm phát bực hắn liền muốn là dựa theo kế hoạch của mình như thế một đánh lén sau đó cũng là tránh né lên sau đó cũng là tiến vào cung tiễn thủ hình thức hắn cũng muốn tuân theo cùng kế hoạch của mình như thế tốc chiến tốc thắng đến mức cái này vàng đại khái bởi vì có năng lực đó là khẳng định có thể sống sót nhưng là hiện tại tên đáng chết này cái này là muốn chết a, à? người ta muốn chết, người không tặng người nhà đoạn đường a. À? Người không tặng người nhà đoạn đường phù hợp a, à? không thích hợp, cho nên tên đáng chết này, đây là tự tìm đường chết chơi đùa đó là có thể vui vẻ, nhất định nhất định là muốn đem tên đáng chết này bắt lại mới được, muốn làm cho đối phương biết biết dáng vẻ như vậy một cái đạo lý, không phải ai đều đặc biệt là có thể trêu chọc, sau đó thì sao? giờ khắc này cái này dịp trần quay người thì hướng về vàng đại khái trên thân chào hỏi tới đây là một đợt công kích như thế cũng là hoàn thành bao trùm nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bức cho bị điên như thế một loại bộ dáng ý nghĩ đó là tốt tình huống thực tế cái kia chính là một chuyện khác vàng đại khái cũng vẫn có chút thực lực cũng không phải ngươi suy nghĩ tốt như vậy ứng đối tùy tiện chính là có thể cầm xuống đúng hay không lần này hai lần ba lần bốn lần như thế một loại cảm giác quả thực cũng là ngăn cản được cái kia là vô cùng vô cùng có tự tin nha chỉ cần là ngươi bộ dáng này công kích lại đến ân ừ, ngươi lại đến bao nhiêu lần hắn đều là có cái này niềm tin tuyệt đối có thể đến cản lại ngươi đây thích tính sau thì tính sao còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu giờ phút này dịp trần đây là cười một tiếng lắc đầu người này nha thật là không thể là mù quáng tự tin bộ dạng này cũng không khá lắm thật thật thì hướng về phía vàng đại khái như thế một cái đức hạnh làm như vậy chết cái này không tiện đối phương đoạn đường quả thực thì là hoàn toàn không thích hợp, thổi phùng một tiếng, một đau kia tử, trực tiếp cũng là đâm xuyên qua cái này vàng đại khái thân thể. Khoảng cách cái này trái tim, cũng liền chỉ là tướng kém một chút, một chút, vậy cũng là chuyển động chui đau liền có thể bổ sung, cho nên, vàng đại khái cuối cùng xuống tràn, cái kia chính là cái chết, đây là chuyện khẳng định, vàng đại khái giờ khắc này, thật là cảm thấy cái này tử vong uy hiếp cũng cũng là bởi vì cảm thấy cái này tử vong uy hiếp hắn là như thế đến nghĩ hắn đâu thật là hy vọng cùng đối phương tốt như vậy nói cũng là dễ thương lượng hảo hảo mà giải quyết vấn đề này thế nhưng là không muốn là đem sự tình phát triển đến không thể nghịch chuyển như thế một loại cấp độ sau đó đâu chuyển động chui đau cũng không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội cái kia ra tay độc ác liền phải là muốn ra tay độc ác cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập vàng đại khái thật là là oa oa thổ huyết như thế một loại bộ dáng cái này đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cục thế đây là chuyện khẳng định ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cục thế đó là tốt nói dễ thương lượng thật tốt giải quyết vấn đề một loại cục thế a à. đều đặc biệt vậy là không có hiểu rõ vấn đề này thế nào lại là phát triển đến dạng này cái này đó là cái tình huống như thế nào a à. theo cây đao này một chút ra vàng đại khái đây là trực tiếp cũng là mới ngã trên mặt đất đây chính là sinh tiện xuống tràn, rõ ràng là không có thèm là phản ứng ngươi, kết quả đây. Ngươi muốn lên cột, cái kia phía trên cột có thể là có chuyện tốt gì, nhìn, hết con bê đi. Quả thực cũng không biết là phải nói chút ngươi cái gì là tốt dáng vẻ. Thời gian nhoáng một cái, không phải sao, không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, vàng đại khái không có, hắn đại quân vẫn là tại tiếp tục hành động, sau đó cũng là gặp phải vòng thứ hai ám toán, cái này còn có thể để mọi người miễn cưỡng kiên trì. Lại sau đó, cái kia chính là đợt thứ ba ám toán. Cái này sĩ khí thật là trong nháy mắt chính là cho đánh rớt. Chương 363, có mau bệnh A. À? Sau đó thì sao? Tổng xem là khá như thế tiếp tục đi tiếp. Đây là thuận lợi cũng là tiến lên đến hoàn thành. Hoàn thành đâu? Giờ phút này là nhìn như cái kia chính là yên tĩnh. Thì liền trên tường thành đều không có một chút động tĩnh. Cái này cửa thành đâu? Đại môn đóng chặt. Người muốn từ cửa chính như thế đi tới đi đó cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Sau đó thì sao? Không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, không phải sao? Suy nghĩ liên tục về sau, Diệp Trận vẫn là làm được dáng vẻ như vậy quyết định đến thăm dò một nhóm. Nhìn như đâu, cái này là một đám người không đầu không đuôi cũng là hướng về cái này thành tường mau chóng đuổi theo. Đây là muốn sử dụng tốc độ trực tiếp cũng là tan rã tất cả công kích đây là trực tiếp cũng là giải quyết dứt khoát xông phá cổng thành giải quyết vấn đề những thứ này cung tiễn thủ thật là là trong nháy mắt cũng là theo trên tường thành xuất hiện hơn nữa là đem cung tiễn nhắm ngay phía dưới liền đến lên một vòng bắn một lượt đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng đây là nghiêm chỉnh không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác cũng chính là tại lúc này không phải sao dịp trần những thứ này chiến sĩ nhất thời cũng là đem chính mình vỏ sò lấy xuống phía sau lưng của bọn hắn phía trên thế nhưng là cổng một tầng sát tầng này sát lấy xuống về sau như thế cũng là hướng về trên đỉnh đầu đắp một cái chật 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 tùy tiện ngươi cái này là như thế nào đến triển khai công kích không quan trọng không quan tâm cũng là đơn giản như vậy một chuyện theo như thế một tầng sát phòng ngự cái này viễn trình công kích thật là là trong nháy mắt cũng là tan rã nhưng là cũng chính là cùng lúc đó dịp Trần đây là hạ lui lại mệnh lệnh không phải sao? Diệp Trần một người giấu ở cái này cửa lớn bên ngoài, muốn là nếu không nhìn kỹ, vậy cũng nhìn không thấy, nhìn kỹ, nhìn cũng là hắn những thứ này lui lại chiến sĩ. Những thứ này lui lại chiến sĩ đã là từ nơi này rời đi, sau đó thì sao? Cái này trên đỉnh đầu, mấy cái này tảng đá đã là triển khai công kích, suýt nữa nha, cái này muốn là đập vào những thứ này trên tấm trắng, cường đại như vậy trùng kích lực, kết quả này thật là là có thể tưởng tượng được, khẳng định là không thể nào tốt còn tốt chính là, hiện tại thế nào? Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh, thời gian nhoáng một cái, không phải sao, đối phương cũng là phát hiện trước cửa này ngoài cửa tự như là đặc biệt ẩn giấu đi một người, môn, trong nháy mắt cũng là mở ra, đạo này một đạo thân hình từ sau cửa dết đi ra, điều bộ này, cảm giác này, đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng. Đây là nhận chuẩn ngươi khóa chặt ngươi đây là không đem ngươi giết chết quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng, ngươi cho rằng người ta theo ngươi nháo chơi vui đâu, không, không, chuyện không thể nào như thế, đây là muốn đưa ngươi cho đưa lên hoàng tuyền lộ, sau đó thì sao, năm phút đi qua, người ta dịp trần dựng đứng tại cái này thế bất bại, ân. Đây là chững chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi xem như là một chuyện, ngươi thích như thế nào thì như thế nào, ngươi vui vẻ là được rồi, người ta có người ta tính toán, người ta có người ta tính kế đinh đinh giờ khắc này dịp trần triển khai phản kích không phải sao đối phương bị đánh đến đó là đành phải là dơ lên vũ khí này tiến vào cái này phòng ngự trạng thái bên trong cảm giác này thật là đặc biệt có thể bực mình thật tốt sự tình nhất định phải là phát triển đến dạng này đã đối phương là có dáng vẻ như vậy năng lực rời đi cái kia đặc biệt ngươi rời đi thì xong việc a à, ngươi như thế đi xuống đây là làm gì đâu Quả thực cũng là khiến người ta phiền muộn đó là muốn chết dáng vẽ a à, thổi phù một tiếng làm xong cái thứ nhất phía trước những cái kia giao phong là vì quen thuộc những người này thói quen thời khắc này tiến công chính là vì thu hoạch những người này sinh mệnh lục lọi rõ ràng những người này khiếm khuyết về sau chật 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 cái này hạ thủ lên đó là có thế có một chút ném một cái rất mềm tay a à, nghĩ cũng biết cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào cũng là như thế một loại tình huống thổi phù một tiếng không phải sao lại là làm xong một cái thổi phù một tiếng lại tới một cái cái này phốc suy phốc suy như thế đi xuống thật là có bao nhiêu cá nhân đều là cơ mờ nờ không đủ dịp trần dết có thể nhìn ra được dịp trần ra tay độc ác lên cái kia có thể thật chính là vô cùng chi tàn nhẫn như thế một loại cảm giác nhìn lấy cũng là khiến người ta phát điên khiến người ta sợ hãi làm sao đến mức này nhất định phải là như vậy buộc ta đối với các ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy không để lối thoát nhưng kỳ thật ta đây là một chút cũng là không muốn khi dễ các ngươi liền xem như khi dễ các ngươi sao thế cái này là có thể là được cái gì chỗ tốt a à. ha 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 dịp trần liền xem như ở vào bên trên còn như thế đắc ý còn phải là muốn tại cái này ngôn ngữ chi phí trên như thế kích thích cái này đối phương cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác như thế cái này cứ thế mãi đi xuống người nào đặc biệt đó là gánh vác được có phải hay không như thế một loại tình huống có phải hay không như thế một chuyện có thể hay không trò chuyện người nào ai cùng ai có thể hay không trò chuyện ta theo ngươi có thể hay không trò chuyện không thể a à, cái này sao có thể là có thể trò chuyện đâu ha 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 ngươi tốt nhất là không muốn như thế cùng ta làm càng đi xuống thật ta cũng là một người quân sĩ dài ôi uy thật là lớn quan viên a à vậy ta có phải hay không cần phải cho ngươi quỳ xuống a? À? ai nha, hai chân của ta cũng là như thế đứng thẳng, không có uốn lượng như thế một loại khả năng, cái này, cái này thật là là làm sao làm là tốt, đều cho ta phiền muộn chết a, à? như thế đi xuống, cảm giác này cái kia đều không phải là chuyện này a, à? ngươi nói, thế nào làm đi, giết ngươi, quân sĩ trưởng đã cho cái này dịp trần cơ hội, kết quả đây kết quả chính là dịp trận nhẹ như vậy điệu hoàn toàn là không đem người nhà cho để vào mắt người ta còn có thể là như thế một mực cho ngươi cơ hội a à. nghĩ cũng biết cái này là chuyện không thể nào cho nên ngươi chết chắc đây là chuyện khẳng định quân sĩ trưởng nghĩ đó là khá tốt nhất định nhất định là phải kết thúc sinh mệnh của ngươi ngươi thì không phải là như thế sống sót cũng là đơn giản như vậy một chuyện đinh 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 thanh âm vang lên quân sĩ trưởng công kích Quả thực đó là không sai, nhưng là, kết quả đây, kết quả chính là mỗi một lần đều là bị tinh chuẩn đến cản lại. Quân sĩ trưởng còn có thể như thế một mực công kích đến đi, một mực công kích như vậy đi xuống, cũng là bị đến cản lại, người ta nhiều ngông cùng người đâu. Có thế mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút a, à, uy, ngươi có chút phách lối nha, quân sĩ trưởng hướng về phía dịp trần nói ra, ta muốn là nói ta là cố ý, ngươi có phải hay không là tức giận đến đó là muốn thổ huyết. Diệp Trần hỏi, sẽ không, ta là một cái vô cùng có lòng dạ người, ta sẽ không thổ huyết, hả, gặp lại, Diệp Trần quay người chạy, nếu như làm không được tốc chiến tốc thắng, vậy liền không theo ngươi náo loạn, đây chính là hắn ý nghĩ, cho nên, Diệp Trần giờ phút này liền trực tiếp là rời khỏi nơi này, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, ấy, ta đây là chững chặt đàng hoàng không đem ngươi cho để vào mắt. Có mau bệnh A à? Chương 364 không phải chuyện như thế, suy nghĩ liên tục, quân sĩ trưởng vẫn chưa là truy kích cái này Diệp Trần, không phải sao, hắn chỉ là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này Diệp Trần bóng lưng, truy kích. Nghĩ đó là có thể đơn giản, đuổi kịp liền có thể công kích, phải không? Vậy cũng phải là có thế thành công mới được a à, nếu như truy kích không thể nào là thành công, cái kia truy kích mục đích là cái gì đây? Gậy quấy phân heo một chút thì xong việc. Phải không, chuyện không có ý nghĩa, vì sao là muốn làm đạo lý cũng là đơn giản như vậy một cái đạo lý làm sự tình liền phải là muốn làm có ý nghĩa cứ như vậy quân sĩ trưởng đây là đưa mắt nhìn đối phương rời đi nhìn đối phương bóng lưng liền tốt đại tướng quân triệu hoán mọi người khai hội địch nhân đã đã tới đồng thời đã là dẫn dụ bọn họ triển khai một lần công kích địch nhân đâu đây là dẫn dụ hoàn tất về sau liền không có bất kỳ cử động quả thực chính là có thể dùng vô cùng ác liệt để hình dung dáng vẻ như vậy địch nhân thật là là khiến người ta vô cùng không vui a à. cái kia không thể là như thế tiếp tục để cho địch nhân đắc ý đi xuống cái kia nhất định phải là muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa mới được cái gì là chuyện có ý nghĩa đâu đây là muốn sử dụng cái này thầm nghĩ trực tiếp cũng là đến địch nhân phía sau trực tiếp cũng là đâm địch nhân đỉnh mắt như thế trong nháy mắt nhất định nhất định là muốn đem địch nhân bắt lại cũng là đơn giản như vậy một chuyện cái kia nghĩ kỹ sự tình tự nhiên là không phải là có bất kỳ thay đổi nào, ân, làm chút nghiêm chỉnh sự tình, cái kia hành động cứ như vậy hành động tốt. Không phải sao, đây là trực tiếp cũng là đem lâu dài đều là không có có lợi dụng phía trên thầm nghĩ, đó cũng là cho lợi dụng tới, lần này, đây là nhất định nhất định là muốn thừa thế xong lên đem địch nhân bắt lại, kém nhất, cũng phải là làm cái trọng thương, ý nghĩ thường thường đều là tốt, thực tế thao tác, cho tới bây giờ đều là tạm được, nhìn, Giờ phút này đại quân đã là xuất phát. Trước mắt mà nói, còn tính là vô cùng thuận lợi, như thế thuận thuận lợi lợi cũng là dựa vào đi lên, ở cạnh đi lên tình huống phía dưới, tự nhiên cũng chính là làm xong đánh lén chuẩn bị, cái này đánh lén chuẩn bị làm xong về sau, còn kém là được bắt đầu chuyển động, giờ phút này, công kích này triển khai, đại gia hỏa thật là gào gào kêu cũng là liền xong ra ngoài. Tốc độ có thể nhanh thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem trong nháy mắt đây là nhất định là muốn đem người bắt lại không phải nháo chơi vui người ta đâu cũng đích thật là cho người ta một loại chưa có lấy lại tinh thần tới cảm giác sau đó thì sao cứ như vậy đây là tại ngươi tự nhận là là có thể đánh lén thành công thời điểm ấy người ta lấy lại tinh thần tại cái này lấy lại tinh thần như thế một loại tình huống phía dưới người ta cũng đem phản kích cho triển khai ai đem phản kích triển khai tình huống phía dưới, chiến trường cục thế, có thể nói là trong nháy mắt cũng là thay đổi trong nháy mắt dáng vẻ, tại cái này thay đổi trong nháy mắt tình huống phía dưới, kết quả có thể tưởng tượng được. Không phải là quá tốt, đây là chuyện khẳng định, ta, ta đặc biệt hận không thể chính là muốn bóp chết ngươi, giờ phút này đang cùng Diệp Trần giao phong vị này quân sĩ trưởng hét lớn, nhìn cũng nhìn ra được, những người này đó là duy Diệp Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó diệp trần nói cái gì cái kia chính là cái gì sau đó thì sao chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên diệp trần đâu cũng không theo ngươi già mồm ngươi là hận không thể chính là muốn bóp chết hắn đúng không hắn đâu đây là dứt khoát trực tiếp thì xuất thủ hắn đây là trực tiếp chính là muốn bóp chết ngươi cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập đây là không cho ngươi cả mộng tệ quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này cứ như vậy đây là trực tiếp cũng là hạ thủ cái này hạ thủ lên cái kia là phi thường tàn nhẫn trực tiếp liền đến hướng về phía trúng đích mà đến nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại mới được một chút mặt mũi đều là không mang cho như thế một loại bộ dáng diệp trần vẫn là tránh tránh đi công kích của đối phương đối phương đương nhiên là có thể nỗ lực ra sức tiếp tục đem công kích hướng về trên người hắn bắt chuyện mà lên đi thu thập hắn thật hắn là ngồi chờ đối phương đem hắn giết chết đây đối phương muốn làm sao ra tay thì làm sao ra tay thật là một chút cũng là không ngăn đối phương như thế một loại cảm giác còn có thể là quản ngươi những thứ này sau đó thì sao đây là không biết là công kích bao nhiêu lần cũng không có một lần là thành công cảm giác này thật là làm chuyện vô ích cái kia dịp trần như thế hung hăng chính là tránh né là sợ rồi hả đương nhiên không thể nào người khác sợ dịp trần cũng sẽ không sợ hắn cũng không phải người sợ a à, chỉ là như thế không muốn cùng ngươi giao phong mà thôi cái kia nếu là ngươi không dứt một mực cũng không biết hiểu chuyện hai người kia viết như thế nào tốt tốt vậy liền không theo ngươi làm càng đi xuống giờ phút này đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng còn có thể là quả ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều thật là dịp trần hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương đối phương đâu tâm tình cái kia thật là là có thể không xong đối phương đây là hận không thể chính là muốn đem dịp trần bắt lại ầm uhm, đây là phản kích đây mới là công kích mỗi lần mỗi lần kia đều có thể bị tránh thoát khỏi đi công kích là cái gì công kích loại công kích này quả thực cũng là bất kỳ giá trị đều không có không phải sao cái này phản kích vừa đến chật 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 thoải mái mà cũng là trúng đích đến trên người của ngươi đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn để ngươi biết biết người ta không tốt ứng đối ầm uhm, lại đến một chút ầm uhm, đây là lần lượt khiến người ta quả thực cũng là tương đương phát điên quân sĩ trưởng nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình nhóm hết con b cái này là hoàn toàn không trông cậy được vào giờ phút này cơ hồ cũng chính là một mảnh hỗn loạn như thế một loại hiện trường đây là một trận giao phong như thế hỗn loạn cũng là triển khai mà lại quân sĩ trưởng những thứ này tinh nhuệ cấp dưới còn ở vào hạ phong đây là nhất làm cho người phát điên muốn là như thế tiếp tục đi xuống cái này kết quả sau cùng đã là rất rõ ràng a à, nhất định tất nhiên là xong đời cái này nhân sinh đường đi đến nơi này xem như đi chấm dứt a à, phốc 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 âm thanh vang lên không phải sao cực kỳ không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh một vị cấp dưới trái tim cho đâm xuyên qua vị thứ hai đó là theo sát phía sau lại sau đó cái kia chính là vị thứ ba vị thứ tư đây là dùng sự thực đến nói chuyện với ngươi, ngươi đương nhiên là có thể như thế một mực càng rỡ đi xuống, tùy tiện ngươi, kết quả sau cùng, đó chính là ngươi tương lai quả thực cũng là không đường có thể đi như thế một loại bộ dáng. Quân sĩ trưởng cảm thấy đi, vẫn là muốn cùng đối phương tốt như vậy tốt câu thông một chút đến giải quyết vấn đề này, tốt, hắn bên này xem như sai, hắn đâu, cũng thì nguyện ý mang theo hắn người trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này, hắn xem như là hắn chưa có tới hắn cũng hy vọng đối phương cũng không muốn như thế một mực là cùng hắn tính toán đi xuống, ân, cũng làm làm là hắn vẫn luôn là chưa có tới. Như thế đi xuống, cái này tốt bao nhiêu nha, đẹp để bao nhiêu sự tình a, à. kết quả, không phải như thế một chuyện. Chương 365, không nghĩ tốt, không phải sao, quân sĩ trưởng cho quỳ xuống, nhưng phàm là có như thế một chút chạy trốn khả năng, rút lui khả năng, hắn đều tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không cho dịp trần quỳ xuống, lần này khác, thật là không có chiêu thật là không có cách nào cái này đây là cái bộ dáng gì địch nhân a à, địch nhân này quả thực cũng là khiến người ta phát điên muốn chết như thế một loại bộ dáng được rồi được rồi không so đo như thế tính toán đi xuống vậy cũng không thích hợp chính là ân ừ, dừng ở đây rồi cứ như vậy đi còn có thể là quả ngươi những thứ này đây ngươi như thế hướng về phía ta quỳ xuống làm gì mệnh lệnh của ngươi là đến đánh lén là muốn tại cái này vô thanh vô tức bên trong xuất hiện, sau đó trực tiếp cũng là hướng về ta ra tay. Tranh thủ đó là trực tiếp cũng là một lần qua, thành công, vậy ta có thể thành công a? À? Quân sĩ trưởng nhìn lấy Diệp Trần hỏi, Diệp Trần lắc đầu, người này không có khả năng thành công, đã ta không có khả năng thành công, vì sao ta không quỳ xuống dập đầu cho ngươi, nhận lầm như thế thì cầu tha thứ đâu? Ta đương nhiên là hy vọng có thể như thế không biết xấu hổ không biết thẹn sống sót ta đương nhiên là không nguyện ý cứ như vậy đi hướng diệt vong, ngươi gia hỏa này, thật là khiến người ta lão lúng túng. Thật, cái kia xấu hổ không xấu hổ, cũng chính là như thế một chuyện a. À, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, thả ta, trực tiếp tiễn ngươi lên đường, không phải sao, giờ phút này dịp trần tay phải, đã là nắm chặt đau này chui đem đau cho ngẩn lên. Cảm giác kia, thật là phân phúc liền sẽ là đem cây đau này hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên, một khi là nghĩ kỹ cái kia chính là mấy lần không gián đoạn công kích tuyệt đối là muốn trúng đích đến trên người của ngươi đi tuyệt đối không phải nháo việc hay sau đó thì sao không đường có thể đi cái kia chủ động đi đem cục thế nắm giữ trong lòng bàn tay a à. giờ phút này quân sĩ trưởng là tại trong nháy mắt thì cầm lên trên đất đao triển khai đánh lén trong nháy mắt cũng là múa đi ra hoa mắt cảm giác đây là một lần đều là không thành công qua cũng là như thế một chuyện đây là không có khả năng thành công. cũng là như thế một chuyện cảm giác này đầu đều là đau, một cây đau đối với cái này quân sĩ trưởng tim mũi đau đã là phá vỡ da thịt. cảm giác này tùy thời cũng có thể giết ngươi ta ta thật là không biết là phải làm gì a à, cho ngươi nhận làm ngươi cũng không tha thứ ta phản kháng cũng không phải là đối thủ của ngươi ta ta thật là làm sao làm là tốt. ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì có lẽ có thể là có một đường sinh cơ đi dịp trần hướng về phía quân sĩ trưởng nói ra quân sĩ trưởng gật đầu cũng chỉ có thể là như thế đối phương mặc kệ là hỏi ý kiến hỏi mình cái gì chính mình cũng lại là chi tiết cáo tri hảo hảo mà đến trả lời đặc biệt thế nào lại là đem sự tình cho phát triển đến như vậy bực mình dáng vẻ đâu cái này đây là khiến người ta không phải rất vui vẻ a à, được rồi được rồi không so đo những thứ này có không có tính toán đi xuống cũng không có bao nhiêu tác dụng chính là cứ như vậy quân sĩ trưởng đây là nói đúng sự thật đem vấn đề của đối phương đều trả lời đi ra bên này đâu đó cũng là điều động tin binh cường tướng trực tiếp cũng là đến cái này trong thông đạo giờ khắc này tuyệt đối là muốn giải quyết dứt khoát bởi vì đối phương đánh lén không thành công theo thời gian chuyển dời là có thể thấy được như vậy một khi là đánh lén không thành công lối đi này liền sẽ là bị điền đến lúc đó liền xem như ngươi muốn đi vào đều không có khả năng lối đi này theo phần ngoài đào thông đó là sau bên trong muốn tới nguyên nhân ngươi nếu là có nghĩ thầm muốn là đào thông người ta còn có thể nghe thấy động tĩnh một người đóng giữ liền có thể biết ngươi đây là tại đào thông đạo sau đó mai phục tại nơi này chờ ngươi đi ra thì đánh cái kia thật là là phiền toái hơn biện pháp duy nhất cái kia chính là thừa dịp cái này đối phương chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được trực tiếp cũng là đem thông đạo cho sử dụng phía trên đây là cơ hội duy nhất muốn là nắm chắc tốt cái gì cũng tốt muốn là nắm chắc không tốt cái kia thật là là phiền toái ân ừ, cơ hội này nhất định nhất định là muốn đem nắm tốt mới được thời gian nhoáng một cái đại gia hỏa đã là theo trong thông đạo đi ra nhìn người ta thật là thận trọng một người cho dù là cái này đánh lén bộ đội đi người ta hoàn toàn như trước đây là làm xong sẽ thất bại chuẩn bị giờ phút này thông đạo nơi này chính là có người trấn thủ được chứ người ta trấn thủ tại nơi này ngươi còn muốn thì khinh địch như vậy đi qua vậy đơn giản thì là muốn nhiều một chút chuyện không thể nào ấu trĩ lại chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên nếu là giờ phút này lúc này cái này dịp trần đã là nhìn thấy địch nhân cái kia làm sao có thể là như thế dung túng địch nhân đi xuống đâu trong nháy mắt thì hướng về vị này lính gác trên thân chào hỏi đi lên cái này đại đao mảnh công kích thật là là một lần sau một lần muốn tới đó là dọa người không gián đoạn cũng là hướng về trên người của đối phương bao trùm mà lên nghĩ kỹ nghĩ thông suốt đối phương cái kia chính là cái chết đây là không có bất ngờ sự tình đối phương hai con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm dịp trần gia hỏa này đây là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại bộ dáng tốt tốt rất tốt dáng vẻ a à. thật là hận không thể chính là muốn đem dịp trần cho bóp chết a à phốc 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 không phải sao đây là không có cơ hội thực lực vi tôn xã hội thực lực của đối phương không như lá bụi cái kia kết quả sau cùng có thể không phải liền là bị dịp trần một luân phiên công kích đánh cho quả thực cũng là liền sức hoàn thủ đều không có a à, tại như vậy một loại tình huống phía dưới đối phương mới ngã trên mặt đất đi hướng diệt vong nhưng là nơi này cũng cũng chỉ có một đối phương phải không cũng không phải là giờ phút này lúc này cái này đối phương tiểu đồng bọn hai con mắt thật là là trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần, không thể lui lại, vậy cũng chỉ có thể là ăn thua đủ, liền xem như biết rõ ràng cũng là cái chết, chết cũng phải là muốn lên A. À. Sư, sư, cái này phải ngã khe đảo thân hình, đó là hướng về dịp trần thì vọt lên đi, cũng có người đây là xoay người chạy, mật báo, không phải sao, đây là muốn thông báo hoàn thành đại quân, nhanh điểm rút lui, cái này đáng chết đã là đánh tới thành tường bên trong tới gia hỏa này thật là uy hiếp lực mười phần vô cùng vô cùng nguy hiểm a à. cứ như vậy, hoàn thành đại quân rút lui. Trong nháy mắt thì từ nơi này rời đi, dịp trần bên này đâu, đó cũng là gặp những thứ này sóng gió nhỏ về sau, nhất thời cũng là hướng về hoàn thành cuốn tới, cái này là một thanh chính là muốn tướng hoàng cung cho đột phá, muốn đem quyết chiến cho triển khai, nơi này chính là sau cùng chiến trường, đáng tiếc là, người ta lựa chọn chiến trường là hoàng cung phía sau sơn cốc đối phương đem sơn cốc thông đạo hóa thành giao phong địa phương, muốn ở chỗ này theo ngươi quyết chiến, đối phương đâu, đây là tránh né tại sơn cốc này phía sau, giờ phút này, Diệp Trần đã là một đường truy kích, đây là biết nơi này, do dự không tiến, có phải hay không muốn hành động, đây chính là không nghĩ tốt. Chương 366, Cục Thế không rõ ràng, Diệp Trần thì đứng đấy tại lối đi này lỗ hổng phía trên, hắn biết rất rõ, một khi là mình đi vào, cái này, không chừng thì là có bộ dáng gì nguy cơ, nhưng là, như thế không đi vào chỉ là nhìn chầm chầm đối phương nhìn lấy, một khi là đối phương lương thảo sung túc đâu. Cái kia đặc biệt cũng là tương đương phiền phức, cái này có thể phiền muộn chết rồi. Diệp Trần hướng về phía trước hai bộ đi, bình an vô sự, gió êm sóng lặng, không phải sao, cái gì cơ quan bẫy rập đều không có khởi động, cảm giác này, tự như là ngươi có thể yên tâm to gan đi về phía trước một dạng, nhưng là Diệp Trần biết rất rõ, chính mình cũng không thể nào là yên tâm to gan đi về phía trước, không có khả năng, cái này hai bên, nhất định là có mai phục. Theo sơn cốc này độ cao chi nhìn lại, phía trên này đến phía dưới, vậy đơn giản cũng là bắn tên đều bảo chứng không được độ chính xác, cho nên, cái này mai phục hẳn là ngọn núi vạch phá, tại núi này thể một khi là tạo thành suy giảm như thế một loại tình huống phía dưới, cái này đến mãi không hết đá vụn liền sẽ là từ phía trên lăn xuống tới. Một khi là từ phía trên lăn xuống đến. Kết quả này thật là có thể nghĩ, cứ như vậy, 5 phút đồng hồ trôi qua, tầm 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút cũng đi qua, người ta cũng biết, gia hỏa này đây là đến, tại cái này đến như thế một loại tình huống phía dưới, kết quả này thật là có thể tưởng tượng được, người ta liền đợi đến ngươi hành động tốt đánh lén ngươi, ngươi cái này chậm chạp không hành động. Người ta cũng là không có cách nào đánh lén, cái này trong lúc nhất thời vẫn còn cứ thế mãi đi xuống đây là để người thần kinh căng thẳng cao độ, thật là rất phát điên, người ta hai con mắt, trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, nhìn gia hỏa này là muốn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, dịp trần đâu, suy nghĩ liên tục về sau hạ dáng vẻ như vậy mệnh lệnh. Lên núi, nhất định nhất định là muốn đánh lén đối phương, nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết mình lợi hại, tình đáng chết này giấu ở trên núi muốn hố chính mình, nơi nào có dễ dàng như vậy, chính mình là dễ dàng như vậy liền có thể hại thành công đây là không đi đường thường a đổi lại là bất kỳ một cái tướng quân liền xem như hoài nghi sơn cốc có vấn đề cái này làm phải qua đường vậy khẳng định là đi cũng phải là đi không đi cũng phải là đi ấy cái này diệp trần hoàn toàn là không giống nhau cái này cẩu vật đây là thì không đi ngươi nói làm người tức giận không giận người cái này cẩu vật đây là liền muốn như thế đến ngươi nói khiến người ta phát điên không phát điên giờ phút này cái này dịp trần mang theo một chi. Sau đó đại tướng quân mang theo một chi, chi binh hai đường hướng về hai mặt ngọn núi phía trên những thứ này mai phục chiến sĩ vọc lên đi, đỉnh núi kia phía trên có thể có bao nhiêu người đâu, cũng chính là mười mấy cái khó lường. Dịp trần đây là phân biệt điều động đi ra 50 người, cũng chính là cùng nhau 100 người chuyên môn tới thu thập cái này mười mấy cái. Một khi là thu thập cái này mười mấy cái về sau mặt đất đây là triển khai hành động muốn cho bộ đội của hắn triển khai đánh lén, không có ý tứ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương thành công, bởi vì đại bộ đội vẫn còn ở đó, nửa canh giờ bộ dáng ấy, đây là đến trên đỉnh núi, những thứ này không có nhận được mệnh lệnh cấp dưới, hoàn toàn chính xác là không thể nào đi. Chỉ có thể là tại cái này ban đầu chờ đợi ở đây đợi đợi như thế một loại tình huống phía dưới liền đem dịp trần cái này đồ chó con cho chờ đợi tới, đang chờ đợi tới như thế một loại tình huống phía dưới, kết quả thật là có thể tưởng tượng được, dịp trần song đao, đây là trực tiếp liền đến, cái này thế công, đây là trực tiếp thì triển khai, tại cái này thế công như cầu vòng như thế một loại tình huống phía dưới. Đây là muốn hướng về trên người của ngươi hoàn thành bao trùm, phốc phốc phốc, ngươi cũng không nên quá phận, chi này tiểu tổ người phụ trách chỉ dịp trần hét lớn, xoát, dịp trần tới, còn có thể là quản ngươi những thứ này, dết dết dết, dết ngươi thì xong việc, cứ như vậy, người phụ trách đắc ý hoàn tất về sau liền bị cái này dịp trần trực tiếp là bắt lại. Một mệnh ô hô, thông đạo bên này, đạo này một đạo thân hình cũng là vọt ra, giờ phút này, đây là lời thề son sắc tư thế, thần cản dết thần. Phật cản giết Phật như thế một loại cảm giác muốn đem cái này dịp trần người đều cho một mạch chính là cầm xuống, nghĩ kỹ sự tình, làm sao có thể là cho phép có bất kỳ sửa đổi, cái kia nghĩ kỹ là muốn tốt, không nhất định là thành công là thật. Giờ phút này, dịp trần không tại, nhưng là, cấp dưới cái này là dựa theo dịp trần an bài đến, trực tiếp cũng là ứng đối đi lên, chủ yếu cũng là trì hoãn thời gian đến dịp trần bên này hành động thành công, dịp trần đem những thứ này trong coi chiến sĩ cho thu thập về sau, không phải sao, đây là trực tiếp cũng là khởi động cơ quan, sưu sưu này thanh âm là vang lên mà bên tai không dứt. Đầu này đồ trang trí trên nóc phía trên đá vụn thế nhưng là trong nháy mắt cũng là hướng về lối đi hẹp bên trong chỉ làm đi vào một vòng này cảm giác, ngươi cho rằng, theo ngươi náo đâu, không, không có khả năng, phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, một cái bị trúng đích, cái thứ hai bị trúng đích, cái thứ ba bị trúng đích, cái thứ tư cũng là bị trúng đích có thể nhìn ra được đây quả thực là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng dết sạch sử dụng chiêu số của ngươi đến ứng đối ngươi lần này cái này là hoàn toàn cũng là bị người ta cho tính sai người ta cái kia là làm sao đều không phải là muốn đến cái này đáng chết dịp trần lại là dùng bọn họ chiêu số đến nên đối bọn hắn đây là tính kế người ta không thành công đem chính mình cho còn góp đi vào là như thế nào cái này cái này đặc biệt cũng thật là làm cho người ta tức giận a à, tại sao sẽ như vậy chứ dịp trần đã là từ trên núi xuống xuống về sau chuyện kia thì càng là đơn giản lên không phải sao đây là hành động trực tiếp cũng là làm thần cản giết thần nếu ai cản trở tại dịp trần trước người vậy chỉ thu nhặt người nào cũng là đơn giản như vậy một chuyện cái này lời thề son sắc cảm giác không đem ngươi bắt lại cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào phốc 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 lần này hai lần ba lần cảm giác đó là khiến người ta tương đương chính là khó chịu một vị nam tử bất đắc dĩ đây là đành phải là hướng về dịp trần nên đón tiếp lấy hắn đương nhiên là không có nắm chắc hắn có thể làm gì giờ khắc này hắn làm người phụ trách đều không lên người nào phía trên người phụ trách sông đao lưu đã là hiện ra đi ra cái này uy năng triệu bái lấy cái này dịp trần trên thân bao trùm mà lên nghĩ đó là khá tốt ngươi chết chắc không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh không có khả năng một đợt công kích đó là một trăm phần trăm muốn đem ngươi bắt lại còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu đinh 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 một lần hai lần ba lần bốn lần ngươi ra sức đó là chuyện của ngươi người ta cũng sẽ không là cho mạng ngươi khả năng ngươi thích tính sao thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản người phụ trách cảm giác như thế đi xuống cuối cùng chính mình cũng là quá sức có thể đem đối phương cái kia cho như thế nào như thế đi xuống, cái này sợ không phải chuyện này a à, tỉnh táo, nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được. Không thể như thế một mực làm càng đi xuống, kết quả, là thành công a à, vẫn chưa có, phanh, ầm, um, cái này chưởng kích, lần lượt đánh vào phụ trách trên thân thể người, người phụ trách bị đánh đến đó là còn kém thổ huyết, cục thế không phải rất rõ lãng. Nhìn ra đến xem, muốn xong đời. Chương 367, Bảo Trì Không Sợ Hãi cái này đáng chết, làm sao còn phản sát đây? tuy nhiên phụ trách người ý thức được không phải chuyện này, nhưng là cũng không có nghĩ qua sẽ bị đánh a. À. người phụ trách đây là cho dịp trần quỳ xuống, cái kia còn có thể thế nào? ăn thua đủ a. À. cùng gia hỏa này như thế đối chọi đối kháng tiếp a. À. đừng làm rộn, thật, cái này đặc biệt, cũng không phải đối thủ của đối phương a. À. cứ như vậy, giờ khắc này người phụ trách thật là bực mình cực kỳ bộ dáng chỉ có thể là như thế cho đối phương quỳ xuống, hy vọng cái này sinh mệnh có thể kéo dài tiếp, cái kia quân đội người phụ trách đều cho thu thập, cái này không phải liền là thế như trẻ tre, tiếp tục tiến lên, thừa thế xong lên đem cái này còn lại gia hỏa đều cho một lưới bắt hết như thế một loại tình huống rồi hả? Cuối cùng, đây là đem thế lực của nơi này cho tan rã, đến mức người lãnh đạo này vấn đề, về sau lại đến cân nhắc, hiện tại, đó còn là trước đem nơi này vận hành mỗi cái cơ quan đơn vị vẫn là không thay đổi càng thêm người phụ trách cũng vẫn là không thay đổi hoàn toàn như trước đây ở vào cương vị của mình phía trên cái này quốc độ vẫn là như thế tiếp tục vận chuyển giờ phút này cái này dịp trận tại sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau không phải sao trực tiếp cũng là trở về hắn muốn trước được một bước sau này trở về lại đến nghiên cứu có phải hay không muốn tướng quân đội cho thay đổi vẫn là trực tiếp rút về vấn đề những thứ này đều cần cùng Lạc Hồng Nhan đến thương lượng, cũng không phải hắn có thể nói tính toán. Cái này tuấn mã ở vào phi nhanh bên trong, phía trước, đây là xuất hiện một chi đội xe, đội xe là vận chuyển cái gì đâu, nhân khẩu, đội xe này chuyển vận đều là nữ nhân, đồng thời có thể nhìn ra được, những nữ nhân này cũng đều là trong bóng tối tâm không cam tình không nguyện mặt hàng, nói cách khác, người cũng không phải theo nghiêm túc con đường tới. Người đây là một khi là phát hiện người nào lạc đàn liền trực tiếp cầm xuống. Đây đều là bị bắt cóc mà đến nữ nhân, tại dáng vẻ như vậy xã sẽ có dáng vẻ như vậy nữ nhân, quả thực cũng là hợp tình hợp lý không có có vấn đề gì, cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, giờ phút này, Diệp Trần đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ thì xuất thủ, Diệp Trần tuấn mã trực tiếp cũng là hướng về đội xe phi nhanh đi, đây là kéo một phát dây cương. Không phải sao, Tuấn Mã trực tiếp cũng là dừng sát ở đội xe này phía trước, xem như trực tiếp cũng là ngăn chặn đội xe đường đi, đội xe đây là không có tiến lên như thế một loại khả năng, đội xe hiện tại cái này là ở vào đề phòng trạng thái bên trong, đây là nơi nào hàng A, Di Hồng Lâu, không muốn chết, vậy liền cút sang một bên, người đây chính là trở ngại đến Di Hồng Lâu làm việc. Người đây là tại muốn chết, đối phương chỉ dịp trần hét lớn, dịp trần đâu, nhúng nhúng vai, rất quan tâm A, rất để ý A, để ý chính mình đây là trở ngại đến di hồng lâu làm việc a à, thì hướng về phía diệp trần tư thế này cái này trên cơ bản là có thể phán đoán đi ra một trận phân tranh quả thực cũng là không thể tránh được không phải sao đối phương trong đám người một đạo một đạo thân hình đó là làm xong muốn lợi dụng vũ khí tới thu thập diệp trần chuẩn bị đây là đều đang đợi lấy hành động lần này người phụ trách trương đại lực mệnh lệnh trương đại lực đâu vào thời điểm mấu chốt này hai bộ cũng là đi về phía trước tiến ở vào đội xe này phía trước cái này là chuẩn bị chính mình đơn độc đến cùng dịp trần gặp mặt nói chuyện một chút nhìn ta làm gì không làm gì ta có thể làm gì đâu ta làm gì đều mặc kệ có mau bệnh a à? ngươi rất phách lối a à? đúng ta tương làm là phách lối ngươi có thể đem ta sao thế mỗi một ngày ngươi muốn là như thế một loại tư thái đi xuống đem ta cho ép ngươi biết kết quả ta không biết a à? ta làm gì là phải biết xuống tràng a à? ta hoàn toàn không biết thật tốt, ta đối với ngươi dựng đứng ngón tay cái, ngươi dựng đứng thôi, muốn làm sao dựng đứng thì làm sao dựng đứng thôi. Ta ngăn đón ngươi nha, ngươi có tin ta hay không đại đao tử đâm chết ngươi, trương đại lực đã đem đao cho rút ra, cái này có thể, đây là hận không thể chính là muốn đem đối phương cho chém thành muôn mảnh, ngươi loại này cũng sẽ là lãi nhãi không xuất thủ mặt hàng, ta gặp nhiều, đều là yếu gà, liền sẽ là mù gào to, hù dọa người, ha ha ha, ta cao như vậy lạnh người, ta có thể đưa ngươi xem như là một chuyện A. À. Bệnh thần kinh một dạng. Giết ngươi nha, trương đại lực đau, đã là triệt để múa lên, cái này đau quan kiếm ảnh, cái này hổ hổ sinh phong cảm giác đã là hiện ra đi ra, xoát xoát. Nghe động tĩnh này liền biết, cái này muốn là mời đến trên thân, cái kia đoán chừng là không được dễ chịu, mà, giờ phút này, làm cho này bị công kích một phương diệp trần, cũng chính là hời hợt đem đau rút ra cùng đối phương cứng đối cứng giao phong ở cùng nhau mà thôi một lần một lần còn một lần cái này là hoàn toàn cũng là cùng đối phương cứng như vậy đụng cứng rắn tại như vậy một loại cứng đối cứng tình huống phía dưới cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đối khó chịu là để trương đại lực tương đối khó chịu hắn là đến thất bại không phải a à, hắn là đến giải quyết vấn đề nhưng là thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể giải quyết, xoát, đột nhiên, dịp trần đây là gia tốc phía dưới cũng là triển khai cái này xinh đẹp tập kích, một kích này, đây là hướng về trương đại lực trên thân chỉ làm đi lên, tốc độ lực đạo độ chính xác, thế nhưng là toàn diện đều có, đây là trong nháy mắt liền đến một đao quả thực chính là muốn đem trương đại lực cho triệt để thu thập. Trương đại lực đâu, giờ khắc này cái này tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết diệp trần gia hỏa này đây là cùng hắn suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống dáng vẻ a à. cái này thật là có điểm khinh người a à. cẩu vật ngươi ngươi không muốn như thế ngông cuồng đi xuống thật ngươi nào ngươi nào không muốn ngông cuồng ngươi ngươi nhà ngươi không muốn như thế ngông cuồng đi xuống a à. a à nha, diệp trần tùy tiện ứng phó một chút công kích này tự nhiên là tiếp tục, vừa mới bị cái này trương đại lực cho tránh tránh đi, giờ phút này liền sẽ không là quá tốt rồi, vừa mới tránh né, trương đại lực thì hiểm tượng hoàn sinh, suýt nữa cũng là không thành công, giờ phút này gia hỏa này lại là triển khai công kích. Luôn luôn như thế đi xuống cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được đâu, gia hỏa này, rất tốt, được, gia hỏa này chết chắc, thổi phùng một tiếng. Một đau tại cái này trương đại lực thân phía trên kéo ra ngoài một cái miệng máu không có xuyên thủng đó là bởi vì hắn tránh né kịp thời, nhưng là, cái này một cái miệng máu cũng là đủ để mà để hắn đã mất đi chống lại như thế một loại khả năng. Trương Đại Lực hai con mắt âm trầm nhìn chầm chầm cái này Diệp Trần nhìn lấy, Diệp Trần đây là tiện tay cũng là lắc lắc đao phía trên máu tươi, không phải sao, đây là làm xong lại đến chuẩn bị, Trương Đại Lực lui về phía sau mấy bước, cái này thật là khiến người ta có điểm tâm lúng cuốn người ta đây là một chút cũng là không quan tâm nơi này nơi nào hàng hóa, đối phương đây là cái kia ra tay thì hạ thủ như thế một loại cảm giác. Đặc biệt, thì chưa bao giờ là gặp qua như thế đồng dạng bảo trì không sợ hãi gia hỏa, gia hỏa này cùng hắn suy nghĩ quả thực thì là hoàn toàn không giống A, à, làm người tức giận. Chương 368, Nháo sự, lên, trương đại lực nhất thời cũng là ra lệnh, bởi vì, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, một mình hắn, đó là quả thực có chút không đáng chú ý bất đắc dĩ như thế một loại tình huống phía dưới đành phải là ra lệnh để mọi người cùng nhau xông lên hắn có thế có biện pháp nào đâu có phải hay không như thế một chuyện sau đó thì sao những người kia có thể không phải liền là phía trên rồi hả trực tiếp cũng là hướng về cái này dịp trần thì vọt tới đây là trực tiếp chính là muốn đem dịp trần bao phủ lại tại trong đó đây là nhìn lấy cũng là không thế nào tốt ứng đối như thế một loại cảm giác nhìn lấy không tốt ứng đối đó là nhìn sự tình sự thật đâu. Đó còn là rất tốt đến ứng đối. Diệp Trần thì nhẹ nhàng như vậy liền đem Trương đại lực cùng hắn chó sang công kích cho tránh tránh đi, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, cảm giác này quả thực cũng là lần lượt tránh né lên không có bất kỳ độ khó khăn, sau đó phản kích lại, chủ yếu vẫn là hướng về Trương đại lực trên thân bắt chuyện, chủ yếu muốn thu thập vẫn là Trương đại lực, không phải sao? Cái này một đợt công kích quả thực chính là vì Trương Đại Lực lượng thân mà làm, hướng về trên người hắn chỉ làm đi lên, Trương Đại Lực đây là muốn bị tên đáng chết này bức cho điên rồi, làm gì nha, mỗi một ngày làm sao lại là nhất định phải cùng chính mình không hợp nhau đâu? Làm sao lại là nhất định phải hướng về chính mình đến ra tay đâu? Đối phương bộ dạng này thật là là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại cảm giác a. À. Ai cũng là có tỳ khí, hắn khẳng định cũng giống như vậy. Hắn hy vọng đối phương có thể nghiêm túc một điểm, hảo hảo mà đến câu thông giải quyết vấn đề, đừng cả những thứ này có không có, kết quả, người ta còn tiếp tục hướng về trương đại lực trên thân ra tay, cái này thật là là một đạo lại là một đạo vệt máu cứ như vậy bị hoa kéo ra ngoài, trương đại lực hai tay. Yên lặng nắm chặt, cái này gân xanh đều theo trên mu bàn tay xuất hiện, hắn giờ khắc này, hận không thể chính là muốn để cái này đáng chết dịp trần chết a. À hắn đây là hận điên rồi diệp trần nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp loại cảm giác này thật quá phiền lòng đây là một loại không biết là phải làm thế nào để hình dung cảm giác chật 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 ánh mắt tiểu biểu lộ tiểu trạng thái nhìn lấy đó là tương đương dọa người đâu còn tốt ta chưa bao giờ là muốn qua muốn đem ngươi cho để vào mắt ngươi dọa người ngươi ta không nhìn ta ân ừ, ta thì không nhìn ngươi sao thế đi diệp trần chỉ trương đại lực nói ra trương đại lực nói với chính mình tỉnh táo không nếu như bị đối phương cho hai bên cho nắm mũi dẫn đi đối phương là người bị bệnh thần kinh mình có thể không cùng đối phương tính toán là như thế một chuyện a à, cũng không phải là người ta không đơn thuần là kích thích một chút ngươi người ta công kích lại tới không quan tâm thuộc hạ của ngươi những thứ này uy hiếp mà chính là nhìn chằm chằm trên người của ngươi bắt chuyện cái kia bất đắc dĩ trương đại lực đành phải là quỳ trên mặt đất còn kém là cho cái này dịp trần dập đầu cái này cảm xúc thật là bởi vì dịp trần quan hệ trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn tâm phiền đó a à, vậy thì không phải là một điểm nửa điểm như thế một loại bộ dáng ngươi đây là làm gì đâu dịp trần nhìn lấy trương đại lực hỏi bởi vì người phụ trách quỳ xuống không phải sao tiểu huynh đệ từng cái từng cái cũng là do dự không tiến cũng không biết là phải làm gì đó là muốn tiếp tục chiến đấu a à? người ta cũng không sợ ngươi đó là muốn như thế dừng ở đây a à, người ta cũng không nhất định là tha thứ ngươi đây chính là cùng một cái không cần phải xuất thủ đối thủ xuất thủ cuối cùng cái này là mình đem chính mình cho chỉnh đó là lưỡng nan làm sao tại sao sẽ như vậy chứ đây quả thực là muốn đem người đều là cho bước điên rồi một loại cảm giác a à, cẩu vật dịp trần kích thích trương đại lực trương đại lực hoàn toàn như trước đây không nói lời nào đây là một loại muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được cảm giác, ngươi thích tính sao, ngươi thì tính sao, hắn thật chính là vô cùng vô cùng hiểu chuyện, vô cùng vô cùng thành kính, hắn chuẩn bị như thế một mực đi xuống, được rồi được rồi, cái kia dịp trần cũng là không tốt cùng đối phương sau đó. Những nữ sinh này đã là thả ra, sau đó thì sao, đây là trực tiếp cũng là hướng về thành trì phương hướng phi nhanh đi, không phải sao, đây là trước không trở về hoàng cung, đi tới di hồng lâu, diệp trần tuấn mã hướng về di hồng lâu cửa dựng lại cái này một đôi một đôi con ngươi nhất thời cũng là nhìn lại di hồng lâu cửa đứng gác tráng hán cũng là tại trong nháy mắt thì tiến lên đón bởi vì hắn nương tựa theo cái này trực giác cái này là có thể xác định diệp trần cũng là đến mù quấy rối tại như vậy một loại tình huống phía dưới hắn đây là nghĩ kỹ nghĩ thông suốt nhất định là muốn đưa ngươi tất cả hành động đều là bóp chết tại cái này trong trứng nước uy ngươi là tới quấy rối a à? tráng hán nhìn lấy Diệp Trần hỏi, Diệp Trần đâu? Liết qua đối phương, tiểu lâu la, hắn cũng không phải rất để vào mắt, ta hỏi ngươi có phải hay không tới quấy rối. Ngươi như thế nhìn ta không trả lời ta, cái kia chính là không tôn trọng ta, tôn trọng ngươi làm gì? Chó săn một đầu, không có thèm là phản ứng ngươi, ta đặc biệt, ta dù sao cũng là phòng an ninh người phụ trách, ngươi nói ta là chó săn, ừm, chó giữ nhà, chó săn một đầu. Diệp Trần gật đầu, cái này lời nói thật nha, mặc dù là làm người rất đau đớn, nhưng là giờ phút này Diệp Trần chính là muốn nói đúng sự thật, thương tổn chết cái này đối phương, ấy, cũng là như thế một cái tình huống, quản người khá hơn chút nhiều như vậy chứ, ngươi thích tính sao thì tính sao chứ sao, cái này, đây quả thực là khiến người ta đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác a. À. Tên đáng chết này, vậy mà nói hắn là chó giữ nha cái này là hướng về phía làm phát bực hắn tới phải không giết ngươi nhất định nhất định là muốn giết ngươi nha giờ khắc này tráng hán thân hình trực tiếp cũng là hướng về dịp trần vọt tới thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này đây là muốn đánh đánh lén đánh cũng là một cái chuẩn trực tiếp cũng là đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng nghĩ kỹ sự tình không cho phép là có bất kỳ sửa đổi cái kia thành công a à, trước mắt cái này là bất kể thế nào nhìn đều là không thành công, người ta đây là thoải mái mà thì cho ngươi tránh đi, tùy tiện ngươi cái này là như thế nào đắc ý, không quan trọng, thời gian nhoáng một cái, gần 20 phút, cứ như vậy đi qua. Như thế, đây là ba chừng 10 phút đồng hồ đều đi qua, bốn chừng 10 phút đồng hồ đều đi qua, tráng hán đã thì hơi mệt chút bất động, theo thời khắc này tình huống này chi nhìn lại, tráng hán đây là không cần thiết tiếp tục theo ngươi làm ầm ĩ đi xuống nơi này chính là di hồng lâu địa bàn ngươi xem như xâm lấn đúng không đã ngươi là xâm lấn cái kia cứ dựa theo xâm lấn để tính trực tiếp cũng là để bọn thuộc hạ cùng tiến lên thì xong việc tráng hán ngón tay cái chạm đến ngón trỏ đầu ngón tay phía trên không phải sao đây là đưa đến trong mồm thổi một cái huyết sáo trong nháy mắt một đạo một đạo thân hình đây là chui ra điệu bộ này cảm giác này đây là abi phân chia trăm chính là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng cũng không phải nháo chơi vui. Chương 369, Vạn Sơn Hồng, bất kể thế nào nhìn, giờ phút này, Diệp Trần cũng là như thế không hề bị lay động, đây cũng quá khoa trương, nhiều người như vậy, theo dõi hắn một cái, đã là làm xong cái này chuẩn bị, trực tiếp chính là muốn hướng về trên người hắn bắt chuyện đi lên, nghĩ tới liền làm, mọi người được bắt đầu chuyển động, Diệp Trần đâu, một người. Một cây đao, như thế thì cùng một nhóm người này giao phong ở cùng nhau, Hắn tránh đi công kích của đối phương, hắn nhẹ nhõm cũng là triển khai phản kích, hắn muốn làm cho đối phương biết biết, cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cũng không phải nháo chơi vui, nhiều người như vậy xuất thủ, nhưng là thời khắc này cục thế, đây là không có một chút có thể là đem hắn cho thu thập như thế một loại khả năng, không đơn thuần là không thể nhận nhặt diệp trần, đồng thời, giờ phút này diệp trần còn triển khai phản kích, cái này phản kích vừa mở ra, đó là theo ngươi nháo việc hay a, à? không phải đây là nhất định muốn đem phản kích hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên mới được nhận chuẩn ngươi khóa chặt ngươi cái kia ngươi liền chết chắc a à, nhiều sự tình đơn giản dịp trần phản kích triển khai phanh phanh thanh âm một vang lên cái này từng cái từng cái bưng kín ngực của mình cứ như vậy ngồi đấy trên mặt đất đã mất đi chiến đấu lực đã mất đi uy hiếp lực từng cái từng cái như thế đi xuống cái này kết quả sau cùng có thể tưởng tượng được dịp trần cười nhạo khịt mũi coi thường liền không có đem đối phương cho để vào mắt đối phương thích như thế nào thì như thế nào thôi chững chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đem đối phương xem như là một chuyện làm người tức giận không có phải hay không có thể phát điên đầu đều là đau a à? tâm tình trong nháy mắt cũng là không xong a à? còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu thiếu niên ngươi là tới làm gì tráng hán nhìn chầm chầm dịp trần hỏi bản đến không phải tới làm gì ta cũng không có nghĩ qua là muốn đem sự tình phát triển đến bộ dáng gì nhưng là ngươi động thủ với ta nhất thời nhân sinh của ta có phương hướng ta biết ta là tới làm gì ta là tới thu thập ngươi tới ta nhất định là muốn đưa ngươi cho thu thập liền xem như thiên vương lão tử tới xin tha cho ngươi vậy cũng không có tác dụng cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi có chút phách lối nha ta chính là kiêu ngạo như vậy a à, có chút làm gì đâu đúng hay không Ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực phách lối đi xuống, không được a, à, thiếu niên, ta là như thế đến nghĩ, Nếu như ngươi nguyện ý chân thành đi theo ta câu thông, ta cũng nguyện ý hảo hảo mà theo ngươi đến hiệp đàm, không phải sao? Tráng Hán đã là từ phía sau đem ra một thanh cây gậy lớn đến, đây là có lấy một chút muốn nói với ngươi ý tứ a. À. Cái này đơn thuần cũng là đang uy hiếp ngươi, soát, Tráng Hán cây gậy lớn công kích, đã là hiện ra đi ra, giờ khắc này đây là hướng về dịp trần trên thân làm tới tư thế kia cảm giác kia đó là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại không phải theo ngươi nháo chơi vui dịp trần vốn là đâu vẫn luôn là không sao cả nghiêm túc cũng không có nghĩ qua liền muốn đem cái này đối phương như thế nào như thế nào đối phương đây là từng bước từng bước buộc hắn đem cục thế phát triển đến hắn chỗ không muốn nhìn thấy cấp độ được thôi nếu là như thế cái kia thì không có cái gì có thể nói làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi cái này một đau công kích thật là lạ trong nháy mắt cũng là chào hỏi ra ngoài. Đây là trực tiếp cũng là đem tráng hán cánh tay cho chặt đứt, cái niên đại này cũng không có khâu lại thuật cũng không có cách nào cầm máu, kết quả có thể tưởng tượng được, di hồng lâu đệ nhất tay chân xem như muốn đi hướng diệt vong, tráng hán này di vật cũng là bị cầm lên, sau đó thì sao, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, không phải sao, đây là trực tiếp cũng là nắm chặt cái này đối phương di vật, hướng về cái này phía trước cứ như vậy chào hỏi đi lên đập phá quán giờ phút này dịp trần làm sự tình cũng là đập phá quán hắn chỗ nhìn thấy bàn ghế đều là ở vào hắn đập như thế một cái phạm vi cứ như vậy mấy lần không gián đoạn cũng là đập ra ngoài phanh 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 đinh 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 này thanh âm là bên tai không dứt giờ phút này cái này di hồng lâu khách nhân cùng lão bản đều trợn tròn mắt là dám ngăn trở đã là ngăn cản qua thất bại cái này đặc biệt hoàn toàn không phải cái này dịp trần đối thủ A, à, lão đại này đều bị chém vết, bọn họ chẳng lẽ là lão đại đối thủ? Không phải. Đã bọn họ không phải lão đại đối thủ kia liền cạn là không thể nào là cái này dịp trần đối thủ, kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được, đó là không hết con bê khả năng sự tình. Không phải sao, như thế ngồi yên không lý đến đi, còn có thể là như thế nào đâu, một đạo xinh đẹp thân hình từ phía trước đi ra, tối thiểu, trên mặt nổi nàng là di hồng lâu lão bản, vạn sơn hồng, hồng tỷ, hồng tỷ đây là từng bước một đã đến dịp trần trước người, chậm như vậy đầu tư ý mà đến, tới về sau thì đứng vững thân hình, đứng vững thân hình cứ như vậy nhìn chầm chằm dịp trần. Dịp trần nhún nhún vai, quả ngươi đâu, cũng không nể mặt ngươi a à, ngươi thích xem lấy thì nhìn lấy, ngươi thích ra tay thì xuất thủ, ngươi nhìn ta không đem ngươi làm làm là một chuyện. Ngươi xuất thủ ta cũng vẫn là không đem ngươi làm làm là một chuyện, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng quả ngươi những thứ này đâu ngươi có chút phách lối a à? hồng tỷ nói ra ta không thích nhất có người nói với ta lời này sao thế ta có chút phách lối còn cần ngươi tới nhắc nhở làm sao ta liền có chút khoa trương ngươi là có thể đem ta bóp chết nha vẫn có thể đem ta cho tính sau rồi ngươi như thế một cái nhu nhược thể cốt chật 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 ngươi có thể làm gì nha liền xem như làm chuyện đó cái kia cũng hoài nghi ngươi là có thế bị dày vò nát ngươi quá phận hồng tỷ chỉ cái này đáng chết diệp trần hét lớn ta ta quá mức chuyện xảy ra khi nào vì sao ta cũng không biết ngươi sẽ biết bộ dạng này cũng không tốt ta nói ngươi quá phận hồng tỷ hai con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm diệp trần ta ta rất tức giận rất là rất tức giận tự sát a à, không đến mức khí một chút liền tốt ta theo ngươi không giống nhau. Ngươi đây là một hơi cũng là cả một đời, ngươi đến cùng là muốn làm gì, hồng tỷ nhìn chậm chậm dịp trần, nàng nhất định là muốn nhìn ra đối phương hàm nghĩa tới, ta không làm gì à, ta đi, không phải sao, đại ma vương xoay người, quay người cũng là hướng về cửa đi đi, giờ phút này, ai dám ngăn trở, người nào ngăn cản, là thì là hết độc tử như thế một loại xuống tràn. Nhiều sự tình đơn giản đây, hồng tỷ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, Nàng nói với chính mình, tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo, không thể cùng đối phương như thế làm càng đi xuống. Kết quả là như thế một chuyện a, à. không phải nha, người ta cũng không quay đầu nhìn ngươi liếc một chút, cao ngạo như vậy mười phần liền đi. Nàng đâu, nhìn đối phương như thế một loại chó đức hạnh. Tức giận đến đó là chân phải lần lượt cũng là hướng trên mặt đất dậm chân đi lên, quả thực chính là không có biện pháp tỉnh táo đến xuống tới, cảm giác này. Quả thực cũng là bực mình đến đó là muốn chết như thế một loại bộ dáng cả người đều là không xong, làm sao lại phát triển đến như vậy chứ? Cái này, cái này để người ta không phải rất thư thái a, à? hồng tỷ thề nhất định là phải giải quyết đối phương, nhất định a. À? Chương 370, đắc tội di hồng lâu trở về, không phải sao? Về tới hoàng cung, sau đó thì sao? Đây là đang chuẩn bị đi vào đây, không phải sao? Phía sau một đám người đây là trục trịch như thế một loại bộ dáng để Diệp Trần phát hiện, đây là trực tiếp cũng là vọt ra, vọt ra thì hướng về Diệp Trần tới gần tới, tới gần tới về sau, vấn đề này càng đơn giản hơn, nhân thủ một cây đao. Một đôi một đôi con ngươi quả thực cũng là tràn ngập lãnh ý, tràn ngập sát ý nhìn lấy cái này Diệp Trần, đây là khóa chặt ngươi liền phải là muốn hướng về trên người của ngươi tới ra tay như thế một loại cảm giác, có thể dọa người, chật chật chật, hảo lợi hại đâu, đúng hảo lợi hại đâu ta bên này nhưng là sẽ xuất thủ nha nói chuyện vị này cái kia chính là truy kích tiểu tổ người phụ trách hắn gọi tôn đại pháo tôn đại pháo là di hồng lâu người phía sau điều động mà đến nghe nói có người vậy mà là làm ầm ĩ đến di hồng lâu đi cái này còn chịu nổi sao đối phương nhất thời cũng là điều tra được dịp trần hành tung sau đó điều động cấp dưới liền đến không phải sao đây chính là những thuộc hạ này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân tốc độ này điều này nói rõ người phía sau cái này năng lượng cũng là phi thường kinh người hắn có thể vài phút đem cấp dưới điều động mà đến bái lấy ngươi thì đuổi theo để ngươi liền tiến vào hoàng cung cơ hội đều không có ngươi xuất thủ thì xuất thủ thôi ta cũng không phải sẽ ngăn đón ngươi đúng hay không ngươi thích tính sao thì tính sao dịp trần nhún vai cái kia ngã ngớn cao ngạo không biết chết sống cảm giác thật là là một chút cũng là làm người ta không thích a à? tôn đại pháo nói với chính mình tỉnh táo không nếu như bị thằng nhãi con này cho nắm mũi dẫn đi thằng nhãi con này là cố ý muốn tỉnh táo cũng phải là tỉnh táo đến xuống tới mới được a à, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cái này cũng lạnh không an tĩnh được a à. đặc biệt đây là có điểm không phải rất vui vẻ a à, thật soát một tiếng không phải sao tôn đại pháo xuất thủ giờ khắc này hai người kia đau đó là cứng đối cứng đến cùng một chỗ phát ra đinh thanh âm đây là đụng vào lần thứ nhất đinh đinh, đinh, đụng vào lần thứ hai lần thứ ba còn có lần thứ tư, đây quả thực là lần lượt đó là tương đương kinh người như thế một loại bộ dáng. Thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, như thế đi xuống, cảm giác này, thật là không phải là quá tốt như thế một loại bộ dáng, đinh, đinh, ai cũng là có tỳ khí, ta cũng giống như vậy, ta cũng là có tỳ khí, ngươi. Tốt nhất là không muốn như thế một mực cùng ta làm càng đi xuống, ok không ok nha người nào ta ta là có tỳ khí tôn đại pháo hét lớn a à, biết dịp trần tùy tiện ứng phó một chút đối phương lên tôn đại pháo hét lớn một lực lượng cá nhân nếu như chỉ là theo ngươi lực lượng ngang nhau vậy nếu là tăng thêm hắn những thứ này tiểu đồng bọn đâu thì hỏi ngươi giết chết ngươi là khó khăn vẫn là không có độ khó khăn đi hắn không cảm thấy lớn bao nhiêu độ khó khăn hắn cảm thấy thu thập ngươi hẳn là cùng chơi vui một dạng vô cùng vô cùng dễ dàng, hắn muốn đem ngươi cho thu thập mới được, sau đó thì sao, đại gia hỏa đích thật là được bắt đầu chuyển động, giờ khắc này, cổng thành cũng mở ra, một đội chiến sĩ cũng là trong nháy mắt thì nắm chặt chui đao vọt ra, điều bộ này, cảm giác này, đây là kiên định ý tưởng này muốn đem những thứ này nháo sự đều cho xử lý, không nên hiểu lầm. Chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta chỉ là nhằm vào hắn mà thôi tôn đại pháo chỉ cái này dịp trần hướng về phía quan binh hét lớn, cái kia là được rồi, không có hiểu lầm. Phía trên, quan binh ra lệnh, những thứ này chiến sĩ cũng còn có thể hiểu chuyện, biết nhiều hơn không hướng về tôn đại pháo ra tay, bởi vì hắn là dịp trần con mồi, như vậy, bọn họ liền phải là phải bảo đảm còn lại những thứ này lâu la không thể là để dịp trần phiền lòng. Giờ phút này là muốn hướng về còn lại lâu la đến ra tay, tôn đại pháo đều mộng tệ đó là cái tình huống như thế nào a à? làm sao không có cả minh bạch a à? cái này đây là có điểm không rõ ràng cho lắm như thế một loại cảm giác a à? đến cùng là chuyện gì xảy ra a à? giờ phút này quả thực chỉ là có chút mờ mịt như thế một loại cảm giác a à? tại sao sẽ như vậy chứ đây cũng quá khiến người ta không vui a à? thật là làm sao bây giờ cái này đây là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề A, mặc kệ chuyện này là làm sao phát triển đến dạng này đều khẳng định là cùng Diệp Trần có 100% quan hệ, vậy chỉ cần là mình đem Diệp Trần cho bắt làm tù binh, vấn đề này, liền xem như đạt được giải quyết, đúng không, được, vậy thì ngươi, hướng về ngươi ra tay tới, cứ như vậy, công kích này. Đây là hướng về Diệp Trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên, lần này, hai lần, ba lần cảm giác, đó là muốn đem Diệp Trần bức cho điên rồi, Diệp Trần bên này đâu, lắc đầu, không phải rất muốn phản ứng đối phương là thật, người này, đây là mụ quán tự tin, tự nhận là là có thể đem chính mình cho như thế nào như thế nào, nhưng kỳ thật, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thì đối phương dáng vẻ như vậy thực lực, cái kia là có thể thu thập người nào nha, quả thực đều, được rồi được rồi, cũng không cùng đối phương so đo, cứ như vậy đi, phanh, ầm, chưởng kích Lần lượt cũng là hướng về cái này tôn đại pháo trên thân làm đi lên đây là một lần muốn sau một lần tới dọa người dán vẽ vẻ còn người này mạnh quá mức lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa chương 371 từ phút như thế đây là ổn định một đoạn thời gian di Hồng lâu không còn có đến tìm phiền toái dù sao tại trong hoàng cung này những thứ này chiến sĩ phụ trách phòng thủ cái kia nhiều an toàn a à, thật là không thể nào là có cái này dân gian lực lượng đến tìm phiền toái như vậy, đoạn thời gian này, cái này dịp trần qua quả thực cũng là tương đương chính là ổn định. Hôm nay, cái này dịp trần theo trong hoàng cung đi ra, luôn luôn đợi tại trong hoàng cung cũng là rất nhàm chán, không có việc gì cứ như vậy đi ra ngoài lang thang lắc lư, rất tốt, cảm thụ một chút cái này phong thổ nhân tình, nhìn xem đâu, đây là nơi nào có cần cải tiến địa phương, sau đó, cái kia chính là cải tiến thì xong việc, cái này quốc gia có thể hảo hảo mà phát triển tiếp cái kia cũng là bởi vì nhân dân chỉ cần là nhân dân vui vẻ an cư lạc nghiệp như vậy cái này quốc gia liền có thể là tốt như vậy tốt địa phát triển tiếp đây chính là vì cái gì có chút hoàng đế ưa thích cải trang vi hành nguyên nhân chỉ có là sử dụng dáng vẻ như vậy một loại phương thức cái kia mới có thể là bắt lấy nhân dân nội tâm từ đó là từ nội tâm bỏ ra phát để người ta đó là yên tâm vì ngươi đến sản xuất lớn nhất hậu đế quốc thì biến đến đó là càng ngày càng củng cố càng ngày càng cường đại, không phải sao, chân trước cái này Diệp Trần vừa mới đi ra, chân sau cái này là hồng nhang liền đến, tự nhiên không phải đến theo ngươi ước hẹn, đây là có chút việc cần nàng tự mình đi xử lý, sau đó, Diệp Trần thì phụ trách hộ vệ của nàng vấn đề. Có Diệp Trần tại, nàng là vô cùng vô cùng yên tâm, cũng là như thế một chuyện, Diệp Trần vốn là nghĩ đến nhìn xem cái này nhân dân sinh hoạt, chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, sau đó nghiên cứu một chút như thế nào đến cải tiến, kết quả đây, cái này là hồng nhan lôi kéo hắn ra hoàn thành, vậy liền ra hoàn thành đi, mới vừa từ hoàn thành đi ra, cảm giác này, tự như là bị người theo dõi một dạng. Loại cảm giác này thật là là tương đương tương đương chính là khó chịu, đây là khiến người ta tâm tình, trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn, tâm thần bất an đâu, như thế đi xuống, cảm giác này không phải chuyện này đây, có chuyện. Diệp Trần hướng về phía Lạc Hồng Nhan nói ra, sự tình gì, sau đó cái này Diệp Trần liền đem chính mình đoán muốn nói cho cho Lạc Hồng Nhan. Bọn họ, hẳn là bị để mắt tới, để mắt tới cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần là đem đối phương dẫn ra là được rồi, khi nghe thấy đối phương nói cái này đều là chuyện nhỏ về sau, không phải sao, Lạc Hồng Nhan cũng yên lòng xuống tới, vậy liền giao cho đối phương đi, không phải sao, dẫn đối phương đi ra phương thức, rất đơn giản, ra roi thúc ngựa, trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi. Cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống, gia tốc, gia tốc, một lần nữa gia tốc, ngay từ đầu đối phương nhìn ra là thăm dò tới, nhưng là, không nhiều xác định, hiện tại, xác định đây là muốn chạy, tại cái này xác định tình huống phía dưới, trong nháy mắt thì theo chỗ tối chui ra, chui ra về sau, điều bộ này cảm giác này, đây là một trăm phần trăm muốn đem những người này bắt lại. Sưu, sưu, ám khí, cái kia thật là là không dứt cũng là hướng về xe ngựa này làm đi qua, nhìn ra đến xem, đều đều là bị xe ngựa cho đến cản lại, nói đùa, cái này là không nhan xe ngựa đó là đơn giản đồng dạng tốt đột phá xe ngựa A, à, quả thực cũng là rất ngu ngốc rất ngây thơ như thế một loại cảm giác, nhẹ nhõm đơn giản cũng là đem công kích cho đến cản lại, chẳng khó khăn gì. Không phải sao, đối phương trong nháy mắt cũng là hướng về xe ngựa tới gần tới, điệu bộ này. Đây là nhất định nhất định là muốn đem xe ngựa cho chết như vậy, chết khống chế tại trong lòng bàn tay, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, muốn đâu, đó là rất tốt, thực tế thao tác đâu. Khó khăn, rất khó khăn, người không phải dễ dàng như vậy thì có thể làm được sự tình. Diệp Trần bọn người đây chính là trong nháy mắt cũng là lộ ra răng nanh, đây là cầm lấy vũ khí, nhìn lấy liền là phi thường hung ác không dễ trêu chọc như thế một loại cảm giác đây là không có nửa điểm chần chờ liền muốn ra tay độc ác diệp trần hướng về cái này lớn nhất đắc ý nam tử vọt lên đi hoặc là thì không xuất thủ xuất thủ thì khẳng định là hướng về thứ nhất đắc ý gia hỏa bắt chuyện vị nam tử này là cái đoàn đội này người phụ trách hắn gọi từ phúc hắn lực sát thương thế nhưng là rất lợi hại hắn là một cái tại cái này một mảnh cũng là đắc ý có một đoạn thời gian người hắn làm sao có thể là đem diệp trần cho để vào mắt đâu không không có khả năng ngươi không đem ta để vào mắt ta không đem ngươi để ở trong lòng tình huống cũng là như thế một loại tình huống lẫn nhau không tôn trọng thôi nhiều sự tình đơn giản đinh 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 hai người kia đây là đánh cho quả thực cũng là lực lượng ngang nhau khó phân trên dưới có thể nhìn ra được hai người kia là triệt để giao phong lên có thể nhìn ra được hai người kia quả thực cũng là không sẽ để cho đối phương có quả ngon để ăn có thể nhìn ra được từ phút vừa đánh vừa lui Thật là cục thế chuyển tiếp đột ngột A, à, vừa mới còn rất tốt, cái này cũng đã là có như thế một loại gánh không được cảm giác, cái này, như thế đi xuống, cảm giác này cũng không phải chuyện này A, à. không được, không thể như thế đi xuống, tuyệt đối không được, đây là phải nghĩ biện pháp, triệt để như thế giải quyết vấn đề mới được A, à. từ phút hai con mắt âm trầm nhìn chầm chầm dịp trần. Cái kia nhìn chầm chầm là có thể giải quyết vấn đề A, à. sự tình nói rõ thật, nhìn chầm chầm là không đủ, nhìn người ta dịp trần cái này cao ngạo mười phần cảm giác đó là cũng không đem ngươi làm làm là một chuyện a à. ngươi thích như thế nào thì như thế nào thôi ngươi thích nhìn chầm chầm thì nhìn chầm chầm chứ sao Từ phút quả thực chính là muốn bị giận điên lên a à. giờ khắc này cái này lửa giận thật là soạt 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 liền dậy chưa bao giờ là như thế đồng dạng lửa giận ngút trời qua cái gì nha đây là tình huống như thế nào như thế khiến người ta khó chịu a à. cái này đây quả thực là muốn đem hắn đều bức cho điên rồi như thế một loại bộ dáng ta nói cho ngươi 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 thật là là đem ta cho làm phát bực làm cho tức giận a à? ưm ưm ta bao nhiêu lợi hại đâu ta nhiều không đem ngươi làm làm là một chuyện đâu ngươi còn thừa nhận ngươi không đem ta xem như là một chuyện ngươi đặc biệt không biết xấu hổ a à. ta muốn mặc làm gì đâu ta cũng không cần mặc a à. ấy 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 giận điên lên ngươi ngươi có thể đem ta sao thế đi ngươi đặc biệt ngươi đây là cùng ta náo đâu đúng không nghĩ kỹ chính là muốn cùng ta náo đâu đúng không ngươi đây là kiên định ý tưởng này chính là muốn náo đi xuống đúng không không phải nha làm gì muốn náo đâu theo ngươi cũng không quen a à, theo ngươi náo còn phải là muốn đưa ngươi cho để vào mắt ta cũng không đem ngươi cho để vào mắt a à, ta nhiều đắc ý một người a à, ha 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 được được từ phút theo trên thân đem ra hắn đòn sát thủ vũ khí, một cái dây chuyền. Dây chuyền bên trên có vô số tiểu đao mảnh, cái này muốn là múa lên cái này muốn là hướng về trên thân chơi lên đi, đây là một lần sau một lần muốn tới đó là đáng sợ như thế một loại bộ dáng, cái này là hướng về phía đưa ngươi đánh cho tàn phế mà đi dáng vẽ. sau đó thì sao, có phải hay không cái này dịp trần liền sợ đối phương, kéo dài khoảng cách đến khoảng cách an toàn. Vậy cũng tốt a à, không phải sao, đây là thoải mái mà liền đem từ phút mỗi một lần công kích đều cho thuận lợi như vậy tránh tránh đi. Chương 372, chính mình phụ trách, từ phút không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, người nào đều có lửa giận một khi là lên, vậy liền lại là đem không phải người một mặt hiện lên hiện lúc đi ra, giờ phút này, từ phút lửa giận cũng là đi lên, không phải người một mặt, sớm muộn đó là muốn bày biện ra đến, cũng không phải theo ngươi làm càng làm càng, nháo chơi vui như thế một loại bộ dáng sao thế đây là, sao thế rồi? không có sao thế nha, có thế sao thế đâu, ha ha ha, từ phúc vừa cười vừa nói, cẩu vật, ta như thế nào là cẩu vật đâu? ngươi, ngươi muốn là cái dạng này quả thực cũng là đang vũ nhục người a, à. ngươi cũng phải là một nhân tài được a, à. ngươi cũng không phải cá nhân a, à. ta làm sao có thể làm nhục không phải người đồ chơi đâu? ha ha ha, được, được, ngươi đây là nghĩ kỹ liền phải là muốn như thế đắc ý đến cùng đúng không ta là ai thế nhưng là từ phút a à, từ phút thế công lại đến đây là cho người ta một loại lửa giận ngút trời muốn đã mất đi lý trí cảm giác như thế trực tiếp liền đến như thế đây là nhất định phải mang cho ngươi đi cái này trí mạng thương tổn hù dọa một chút người đó là khả năng nhưng là muốn nói là thật uy hiếp được người nào cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào thì dịp trần dáng vẻ như vậy cũng phải là muốn đem đối phương cho để vào mắt mới được a." À, Diệp Trần cười nhạo nhìn Lấy Từ Phúc, "Từ Phúc cái này gọi một cái tức giận a, à, cẩu vật, cái này, đó là cái có ý tứ gì a?" À, Diệp Trần đâu, không quan tâm, không thèm để ý. "Không đem đối phương xem như là một chuyện, Từ Phúc cái này lời thề song sắt xiền xích công kích lại là thất bại, người ta đây là dùng sự thực đến nói chuyện, ta có thể cho ngươi thất bại một lần, ta liền có thể để ngươi thất bại vô số lần, vô số lần thất bại." cái này muốn là còn không thể đề tỉnh ngươi, quên đi thôi, nhiều sự tình đơn giản, không bắt buộc nha. Từ phút thế công đã là đã ngừng lại, hắn đây là muốn hảo hảo mà suy nghĩ một chút, luôn luôn như thế cuộc cường cùng đối phương đến đi xuống, cái kia cũng không phải rất thích hợp, hắn giờ khắc này bắt đầu, đó là muốn ngưng thần tỉnh khí, nghĩ rõ ràng, nghiên cứu minh bạch, ân, ừ, không phải là làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi đi xuống, tuyệt đối, một trăm phần trăm, sao thế đây là? Diệp Trần nhìn lấy từ phút hỏi, ta chính đang tự hỏi nhân sinh, nhất định là muốn như thế khiêu chiến đi xuống a. À? Như thế khiêu chiến đi xuống, có bất kỳ chỗ tốt nào a? À? Không có, cho nên, ta không định như thế khiêu chiến đi xuống, ta muốn theo ngươi tốt như vậy tốt để nói một chút, nói rõ ràng cái này chưa đến tột cùng là muốn làm sao đi. Ừ, ai cùng ai nói một chút. Ngươi cùng ta a. À? Nói tương lai a. À? ta một đau liền có thể đâm chết ngươi làm gì là muốn nói với ngươi theo ngươi là rất quen còn là như thế nào ta thì không theo ngươi nói ngươi có thể đem ta sao thế mỗi một ngày ngươi thật là phách lối a à, đúng thế ta thật là phách lối a à, ta chuẩn chuẩn bị một mực kiêu ngạo như vậy đi xuống a à, có mau bệnh a à, diệp trần hỏi từ phút hừ một tiếng không phải sao xoay người chạy diệp trần không truy muốn đuổi theo thì truy không muốn đuổi theo thì không truy giờ phút này không muốn đuổi theo cho nên không truy có mau bệnh a à, người có chút làm người tức giận nha người nào có chút làm người tức giận người có chút làm người tức giận diệp trần hỏi ngươi ngươi là ngươi cũng là ngươi người có chút làm người tức giận hả người có chút làm người tức giận diệp trần gật đầu từ phút tay phải nâng lên bưng kính ngực của mình cái này đặc biệt quả thực cũng là tim đau thắt không phải một điểm nửa điểm người này đây là dăm ba câu chính là có thể để ngươi vô cùng vô cùng tức giận khả năng này đó là khiến người ta có chút không phản bác được như thế một loại cảm giác cái này lửa giận thật là sạc 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 liền dậy đây là trong nháy mắt liền phải là muốn bạo phát như thế một loại cảm giác tỉnh táo gia hỏa này bảy ngươi đấy làm sao có thể là bị đối phương cho tính kế đâu không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh nhất định là muốn trầm ổn đến nên đối với đối phương ừ cẩu vật ngươi có phải hay không đang suy nghĩ tâm nhãn tử đâu dịp trần nhìn lấy từ phút hỏi nói chuyện cứ nói không nên vũ nhục người cho nên người ý tứ ngươi cũng không phải là cẩu vật đúng không ta vốn là cũng không phải a à, không 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 ta không như thế đến cho rằng ta cảm thấy ngươi chính là cái cẩu vật ừ người ý tứ này ngươi chính là trình bày sự thật đúng không Ta chính là trình bày sự thật a, à? không phải sao? Ta cảm thấy, đúng là ta, ấy ấy ấy, tức chết ngươi cái này cẩu vật, ngươi chờ, ta muốn là bình tĩnh lại, ta liền giết ngươi. Ngươi cậu giết ta, vậy ngươi mở đâu? Là muốn buông tha ta a, à? diệp trần hỏi. Giờ khắc này, từ phút thật là không muốn cùng cái này cẩu vật như thế ngôn ngữ đi xuống, không muốn, không muốn a, à? gia hỏa này như thế đắc ý như thế ngông cuồng đúng không có đối phương ngông cuồng không được thời điểm tương lai của đối phương không có hy vọng hắn nói dịp trần lên xe ngựa đi làm người tức giận không cảm giác này đây là hoàn toàn là không nhìn ngươi tồn tại cảm giác này đây là không có đưa ngươi xem như là một chuyện như thế một loại bộ dáng loại này đức hạnh thật là là muốn đem người đều là cho tức điên từ phút suy nghĩ liên tục về sau cũng không có truy kích đối phương không có nắm chắc làm sao truy kích vậy liền không truy kích tốt sau đó đâu dịp trần đây là chạy ra dứt khoát quyết nhiên cảm giác chỗ cần đến không bao lâu về sau đã đến đây là mặt khác một thành trì biên giới tuyến bình thường đâu hai cái thành trì ở giữa đó cũng là vô cùng hữu hảo lẫn nhau ở giữa nha đó cũng là lẫn nhau không xâm phạm một đoạn thời gian liền sẽ là lẫn nhau thăm hỏi một chút hôm nay ngươi viếng thăm ta ngày mai ta viếng thăm ngươi cũng là như thế một loại thao tác hôm nay đây là đến phiên cái này là hồng nhan tới chơi hỏi đối phương nhưng là đối phương thế cục này có chút không phải rất ổn định phản động phái đây là ngay tại trù tính lấy đoạt quyền sự tình cho nên theo cái này là hồng nhan vừa đến đối phương đây là tìm được cơ hội cố ý khó xử không phải sao mấy vị chiến sĩ đây là chặn lấy tại phía trước cái này là hoàn toàn không cho vào như thế một loại cảm giác ngươi nói tiếng vậy liền tiếng Ngươi cho rằng đây là địa bàn của ngươi à? Bình thường muốn là lạc hồng nhan đến vậy cũng không dạng này à? Nàng đương nhiên là sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nàng có bệ hạ biện pháp thông hành chứng, nhưng là giờ phút này đối phương là hoàn toàn không nhận thông hành chứng. Cái này, cái này thật là có điểm khinh người. Đó là cái cái gì thao tác? Tên cho chết này, thật là là một chút cũng là làm người ta không thích a. À, lạc hồng nhan hai con mắt nhìn chằm chằm mấy vị này chiến sĩ nhìn lấy mấy cái này chiến sĩ quả thực chính là cho người một loại thì là cố ý cảm giác như thế đi xuống cảm giác này hai phe ở giữa đó là sẽ triệt để phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ bộ dạng này không tốt thật không tốt lạc hồng nhan nhìn thoáng qua cái này diệp trần nháy mắt ra hiệu cho đối phương diệp trần đâu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến đón lấy diệp trần mặc kệ là làm ra tới bất cứ chuyện gì cùng lạc hồng nhang không có một phân tiền quan hệ ân xong việc, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, chính hắn phụ trách. Chương 373, Cổ Tư Đinh, Diệp Trần xuống xe, hắn là vừa vặn vừa xuống xe liền bị đối phương theo dõi, vị này phụ trách chiến sĩ thế nhưng là trừng trừng nhìn chầm chầm Diệp Trần nhìn lấy, đó là thì nhìn xem cũng không nói lời nào như thế một loại cảm giác, nhìn thôi, tùy tiện đối phương cái này là như thế nào nhìn, vậy cũng là không quan trọng sự tình, còn có thể là quản ngươi những thứ này. Ngươi thích tính sao thì tính sao đi. Ngươi có phải là không có nhìn ra, bởi vì quan hệ của ngươi, lửa giận của ta, soạt 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 liền dậy. Là soạt soạt soạt, soạt cái chủng loại kia A, à, là đi lên A, à, cũng không phải nháo chơi vui nha, cho nên, được rồi, không cho đối thoại, ngươi đối với ta mà nói, cái gì cũng không phải, theo ngươi đối thoại quả thực cũng là lãng phí thời gian lãng phí biểu lộ, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ân, ừ vẫn là như thế không theo ngươi đối thoại tương đối tốt nhìn lấy ngươi thì tâm lý phiền ngươi còn nhìn ta thì tâm lý phiền không phải vậy đâu nhìn lấy ngươi phải là phải có bao nhiêu tốt tâm tình là như thế nào ta nhìn ngươi chính là như thế tâm lý phiền a à. ta chuẩn chuẩn bị không nhìn ngươi ngươi thích tính sao thì tính sao đi cẩu vật ngươi có phải hay không đang cố ý trêu chọc ta a à? mục đích của ngươi cái kia chính là đem ta làm phát bực chọc phải ta đối ngươi ra tay sau đó ngươi thì phòng vệ chính đáng phải không thật là không cần thiết làm như thế ngươi xuất thủ trước ta xuất thủ trước không quan trọng nha ta là như thế đến cho rằng có cái gọi là bình thường đều là ngươi loại này không có văn hóa gì người thu nạp xuất thủ ta loại này người có hàm dưỡng là sẽ không xuất thủ ừ được được cùng ta náo đúng không ừm theo ngươi náo đâu có mau bệnh a à? ta cái này lửa giận một khi là lên có thể dọa người Ngươi biết không, ta biết cái đồ chơi này làm gì a, à? ha ha ha, rất tốt, phi thường không tệ, thì hướng về phía ngươi là như thế một loại chó đức hạnh, ngươi chết chắc, là chết chắc nha, ừm ân, ta chết chắc, ngươi nhiều có thế đâu, chó con, đặc biệt ta muốn ngươi chết, chết a, a a, biết, tùy tiện ứng phó một chút, đối phương thật là không có cách nào hàng huyên với ngươi đi xuống, hắn gọi cổ tư đinh, hiện tại hắn không bị diệp trần làm đến rất mất mặt về sau người ta nâng lên hắn cổ tư đinh cũng sẽ là chế giễu hắn không cho phép cái này chế giễu tình huống xuất hiện không cho phép thế cục này hướng về chế giễu đi xuống cho nên hắn muốn đem diệp trần cho chém thành muôn mảnh a nhất định một trăm phần trăm kết quả diệp trần đây là cùng hoàn toàn không quan tâm đối phương là cái tâm tình gì như thế một loại cảm giác một dạng ngươi đây thích bạo phát bạo phát thích tìm đường chết tìm đường chết ngươi muốn làm sao chỗ vậy liền tính sao Ngươi vui vẻ là được rồi dáng vẻ ta muốn là đưa ngươi xem như là một chuyện cái kia liền không khả năng cổ tư đinh cái này gọi một cái tức giận a à, đó là cái cái gì thái độ gia hỏa này làm sao có thể như thế chó đây là đặc biệt chó đến quả thực chỉ là có chút không tầm thường không đơn giản như thế một loại cảm giác a à, làm người tức giận thật là làm người tức giận a à, tại cái này không thể chịu được tình huống phía dưới hai tay cứ như vậy múa lên giờ khắc này trong lòng bàn tay phi đao thật là là cùng viên đạn một dạng phá không phía dưới thì hướng về dịp trận trên thân hoàn thành bao trùm. Như thế một phút đắp mà chơi ngươi coi là, đó là đang cùng ngươi nháo chơi vui đâu, không, không phải, không phải như thế một loại tình huống, phanh, âm, um, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Cảm giác này, đây là cùng đánh thuận tay một dạng đánh vào cổ tư đinh trên thân. Đến mức cái này công kích của đối phương, Loại công kích này dịp tường trúng đích hắn dịp trận, thật là làm cho đối phương đạt được, về sau hắn còn như thế nào đi ra lăn lộn. Đừng đi ra lăn lộn tốt, thật, cổ tư đinh quả thực cũng là hận điên rồi cái này đáng chết, phía bên mình vừa ra tay, đối phương thì tránh né, như thế có thể tránh né đâu, đối phương không đơn thuần là tránh né. Đang tránh né tình huống phía dưới, đây là triển khai phản kích, cái này phản kích vừa mở ra, khiến người ta phát điên a. À muốn là dựa theo đối phương như thế bắt chuyện đi xuống, cái này đặc biệt, cái gì thời điểm mới là cái kết thúc, mới là cái cuối cùng, cho nên, phải nghĩ biện pháp giải quyết người này, người này thì là vấn đề, giải quyết đối phương cũng là giải quyết vấn đề. Đại gia hỏa, nghe ta, có người muốn xâm nhập đến quốc gia của chúng ta bên trong làm nhiều việc ác, chúng ta làm sao bây giờ? Không đáp ứng, đương nhiên là không đáp ứng, chúng ta nhất định nhất định là muốn cho bọn hắn mang đến trọng thương phía trên phía trên phía trên cổ tư Đinh như thế vậy một cái phát không phải sao đạo này một đạo thân hình quả thực cũng là thuần thuộc cũng là hướng về cái này dịp trần làm đi điều bộ này cảm giác này đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng trong nháy mắt liền phải là muốn mang đến cái này trí mạng thương tổn sau đó thì sao nhìn lấy dọa người trên thực tế cũng chính là điểm này thực lực mà thôi muốn là thăm hàng còn tới người ta cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào một lần công kích thất bại lần công kích thứ hai không thành công lần công kích thứ ba cũng vẫn là một cái ngậm dạng cũng là như thế một cái tình huống sau đó thì sao như thế cảm giác này tương lai quả thực cũng là một giấc mộng đây cũng không phải là cái rất tốt tình huống a à, cái này đáng chết cổ tư đinh suy nghĩ lấy cách đối phó thật là bị cái này đáng chết dịp trần cho chỉnh có chút không có biện pháp như thế một loại cảm giác sau đó thì sao cái kia sau đó cũng là có biện pháp rồi. Có cải biến, không, không phải a, à, giờ phút này, cái này Diệp Trần đã là bắt đầu nảy sinh ác độc, đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không trân quý nha. Cái kia thì có biện pháp gì, đành phải là hướng về trên người của ngươi đến hạ ngoan thủ, không phải sao, cứ như vậy, đây là một lần sau một lần muốn tới dùng lực công kích. Đã là hiện ra đi ra uy năng đến thật là nhìn lấy liền là phi thường vô cùng dọa người như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao một lần là thất bại lần lượt là thất bại người ta liền không thể là tránh né thành công có thế đương nhiên là có thế chỉ là cái này tránh né thật là có thể thành công a à, phốc 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 âm thanh vang lên cái này một cái là trúng đích từng cái từng cái đều phải là trúng đích trong nháy mắt công phu nhìn cái này đối phương đều là bị trúng đích quả thực cũng là bị chỉnh đến vậy là không có một điểm biện pháp, dài như vậy này trước kia đi xuống, cảm giác này sợ không phải chuyện này, cổ tư đinh tay phải thành trưởng, dựng đứng, hắn muốn theo đối phương nói, dừng ở đây, ta thật là sai, nhưng là... Cái này tiến công đã là triển khai, vậy liền khẳng định là muốn giết đối phương diệt khẩu, người ở chỗ này thật là một cái cũng không được là chỉ nhìn sống sót, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cứ như vậy, hạ ngoan thủ. Đây là không có nửa điểm mập mờ, trực tiếp cũng là đâm xuyên qua cổ tư đinh trái tim, cổ tư đinh nhìn chầm chầm lòng ngực của mình nhìn lấy. Cái này đặc biệt, quả thực chỉ là có chút không nguyện ý tin tưởng như thế một loại cảm giác, hảo hảo mà, thế nào lại là phát triển đến như thế một loại bộ dáng A. À? Cái này, đó là cái tình huống như thế nào A, à? thổi phù một tiếng, đau rút ra, đây là triệt để mắt tối sầm lại, trực tiếp cũng là đi hướng diệt vong. Chương 374 rất dễ dàng, sau đó thì sao, đây là trực tiếp cũng là cất bước đi vào, đến mức nơi này, thích như thế nào như thế nào, là ai cho rằng có ai tập kích những lính gác này cái gì, cái kia cũng không đáng kể. Nếu là có người muốn tới tìm cái này dịp trần lạc hồng nhan phiền phức, đó cũng là không quan trọng, bình đến tướng trắng, nước đến đất chặn, làm thì là làm. Còn có thể là như thế nào, dịp trần cùng lạc hồng nhan tiến đến, cũng là không nóng nảy đi tìm cái này bệ hạ, như thế, trước dạo chơi, nhìn xem nơi này phong thổ nhân tình, sự tình nói rõ thật, lạc hồng nhan dáng vẻ như vậy quyết định thật là hoàn toàn chính xác, không phải sao, người ta địa bàn của mình, đồng thời đây cũng là người ta hậu phương lớn, tại cái này chính mình hậu phương lớn. Người ta quả thực chính là không có một chút muốn che giấu ý tứ, phía trước đây là có lấy một đám người là bị áp lấy đi, một nhóm người này, cái kia trong đó mấy cái lạc hồng nhan cũng là gặp qua, đó không phải là cái này bên cạnh bệ hạ quân cơ đại thần đó không phải là bên cạnh bệ hạ trọng thần a không phải sao hiện tại đây là bị khống chế lên đây đã là đủ để mà nói rõ vấn đề chật 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 bệ hạ thời khắc này tình cảnh sợ không phải rất tốt như thế một loại bộ dáng đây xem ra thật là muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình đâu không phải sao lạc hồng nhan hướng về phía cái này dịp trần hơi liếc mắt ra hiệu dịp trần cũng là dây hiểu dịp trần đâu chỉ coi đây là không biết đối phương chỉ coi đây là trùng hợp như thế một loại cảm giác hướng về cái này đối phương cứ như vậy tới gần đi ấy đây là trực tiếp cũng là ngăn chặn đường đi của đối phương ấy đây là kiên định ý tưởng này không phải là làm cho đối phương có tiến lên mà một bước như thế một loại khả năng ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng đối phương đâu đây là đi tới hảo hảo mà lại là bị một người chặn lại đường đi Ngươi cũng không biết người này là cái lai lịch gì đến cùng là muốn làm gì. Đối phương cứ như vậy nhìn chầm chầm người này nhìn lấy, cái kia, như thế rằng có nữa, cũng không phải chuyện này à, không bằng, có chuyện gì cái kia liền lấy ra đến nói rõ ràng liền tốt, đúng hay không, vậy thì tốt, cái kia liền lấy ra đến nói rõ ràng tốt, một vị chiến sĩ như thế một bước đi về phía trước, đi về phía trước về sau cứ như vậy trừng trừng nhìn chầm chầm cái này đáng chết dịp trần nhìn lấy. Đây là muốn hỏi rõ ràng, gia hỏa này, đến cùng là có cái gì ý đồ, có ý tưởng gì, thế nhưng là không nếu là có lấy cái gì không cần phải ý nghĩ, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài, ta chỗ này còn thiếu khuyết nhân khẩu, đưa ngươi những nhân khẩu này lưu lại cho ta đi, ăn cướp đánh tới trên đầu của ta tới, đối phương nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy. Dịp trần đâu, rất là tùy ý nhưng là ánh mắt lại là như thế kiên định nhìn đối phương nhẹ gật đầu, đối phương gọi là một cái tức giận a à, cái này đáng chết, cái này, đây là không biết chết sống có chút không biết cái gọi là như thế một loại cảm giác, cái này, đây quả thực là nghĩ kỹ nghĩ thông suốt liền phải là muốn như thế cùng chính mình không hợp nhau đi xuống. Đây là kiên định không thay đổi chính là muốn đem như thế một con đường cho đi đến cơ sở đúng không, đối phương gọi là tôn mạc nhận tôn mạc nhận theo trên thân rút ra song đao đến, hắn rất bội phục cái này dịp trần dũng khí, nhưng là, xã hội đen, không đơn thuần là có dũng khí, người có dũng khí không có thực lực sẽ chỉ là để ngươi chết càng nhanh mà thôi, hắn xong đao lưu. Chật chật chật, đây là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về trên người của đối phương bắt chuyện đi lên, một khi là chân chân chính chính đồng thủ lên, vậy thì không phải là đang cùng ngươi nháo chơi vui cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi, không. Không phải được chứ, đây là tại trong nháy mắt liền phải là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh thật là ra tay lên tới một lần sau một lần muốn tới đó là cũng không nương tay như thế một loại cảm giác diệp trần sợ a à, vẫn chưa có a à, đơn thuần cũng là không có đem gia hỏa này cho để vào mắt không có đem đối phương xem như là một chuyện a à. ngươi tin hay không ta một khi là xuất thủ ngươi liền chết chắc tôn mạc nhận hướng về phía diệp trần nói ra diệp trần đâu cũng không để ý đối phương đơn thuần cũng là cao ngạo như vậy mười phần Kinh miệt đến rất bình thường ánh mắt như thế nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy mà thôi trong ánh mắt vậy đơn giản cũng là tràn ngập lạnh lùng như thế một loại cảm giác đối phương đâu muốn thế nào được thế nấy muốn như thế nào thì như thế ấy hắn đây là kiên định ý tưởng này ân khẳng định là không phải là đem đối phương cho để ở trong mắt ầm ầm không phải sao dịp trần phản kích trúng đích làm người tức giận a à? thì hỏi ngươi có phải hay không rất giận người a à? ầm lại đến một chút đây quả thực là muốn đem người đều là cho bước điên rồi ầm uhm, ta nói cho ngươi ngươi muốn là như thế một loại tư thái thật ngươi đây là đem ta cho làm phát bực tôn mạc nhận hét lớn giờ khắc này hắn đặc biệt đó là ngay cả cái công kích cơ hội đều không có đây là hung hăng cũng là bị đối phương cho đập nện cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được a à, tâm tình của hắn đây là tại trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn a à? mục đích của ta cái kia chính là muốn đem ngươi cho làm phát bực, ta liền phải là muốn như vậy, ấy ấy ấy, làm người tức giận a, à? ngươi bộ dáng này thì có chút quá mức a, à? thật, có chút làm gì đâu. Ta là tương đương quá phận một người, ta muốn như thế một mực là qua phân phát. Có mau bệnh a, à? ta, ta cái này lưỡi giận đã là sạc 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 liền dậy, ngươi biết không, không phải là bị đánh a, à? tiếng nói vừa ra, dịp trần trưởng kích cũng là rơi bỏ vào tôn mặt nhận trên thân cái này tôn mạc nhận cho dù là nắm chặt chui đau có cái gì dùng cái này sông đau múa không cách nào đối với đối phương cấu thành mảy may bất kỳ thương tổn tại như vậy một loại tình huống phía dưới kết quả này thật là có thể tưởng tượng được không phải là quá tốt đây là chuyện khẳng định sao thế rồi còn không buông bỏ đâu dịp trần cười nhìn lấy tôn mạc nhận hỏi tôn mạc nhận thân hình lui nhanh hướng về sau, đây là hướng về sau về sau thì cùng dịp trần kéo dài khoảng cách, đang cùng dịp trần kéo dài khoảng cách về sau, không phải sao, đây là thẳng không lăn trèo lên nhìn chầm chầm dịp trần. Dịp trần từng bước từng bước hướng về những con tin này đi đi, tôn mạc nhận rất muốn quản, sau cùng, đây là một điểm cử động đều không có, còn lại những thuộc hạ này, đó cũng là trục trịch. Có như thế một vị cấp dưới đó là theo rục trịch phát triển đến động, như thế trong nháy mắt, đây là hướng về dịp trần thì chào hỏi đi lên. Đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. Nhất định nhất định là muốn đem dịp trần bắt lại. Sau đó thì sao? Dịp trần lạnh nhạt nhìn lấy vị này cấp dưới, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu? Cấp dưới đây là có điểm tức giận, gia hỏa này, như thế cho a, à, thổi phù một tiếng, cấp dưới trái tim cứ như vậy bị đâm xuyên, đến mức công kích của hắn, vậy dĩ nhiên là người ta một cái lắc mình thì tránh đi đây chính là giữa hai bên thực lực, hắn liền xem như như thế gan lớn có can đảm triển khai công kích, vậy cũng cấu không thành được bất kỳ uy hiếp gì, mà, người ta, người ta cũng chính là tiện tay cũng là một đao, chật chật chật, đây là thoải mái mà cũng là đâm xuyên qua trái tim của ngươi tử, thật là cùng chơi vui một dạng dễ dàng không có độ khó khăn. Chương 375, Chuyển Di, người đều bị Diệp Trần cho cứu đi, Tôn Mạc nhận đây là nhìn lấy Diệp Trần đám người bóng lưng, Nhìn lấy cái này đối phương trời đi phương hướng không dám là có bất kỳ cử động, làm đối phương hành tung đã là triệt để cũng là tiêu thất vô tung về sau, hắn lúc này cũng là điều động cấp dưới truy kích, truy tìm cái này dấu vết để lại, nhất định nhất định là muốn phát hiện đối phương hành tung. Phát hiện cũng là không nên gấp gáp, lên trước báo, chờ đợi cái này đại bộ đội lại tới ra tay, sưu, sưu, đạo này một đạo thân hình vọt ra ngoài đây là muốn đem cái này đáng chết dịp trần cho triệt để chính là đào lên một vị quan viên cung cấp một gian an toàn phòng nơi này thật chính là vô cùng an toàn không phải bất cứ người nào sản nghiệp bệ hạ chuẩn bị bệ hạ vì bọn họ những quan viên này chuẩn bị rất nhiều rất nhiều an toàn phòng những thứ này an toàn phòng chỉ có bọn họ những thứ này trung thành tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không phản bội người mới biết nhưng là muốn là giáp biết số một an toàn phòng cái kia ất liền biết chính là số 2 an toàn phòng, lẫn nhau đâu, cái kia cũng không biết lẫn nhau an toàn phòng, dạng như vậy. Một khi là trung gian xuất hiện một cái kẻ phản bội, vậy cũng không thể nào là biết người ta an toàn phòng, nhiều lắm thì đem người hướng về an toàn của mình phòng đến hấp dẫn, dẫn dụ đi vào tốt một mẻ hốt gọn, cái này cung cấp an toàn phòng người, rõ ràng cũng không phải kẻ phản bội, trước mắt mà nói, như vậy khắc đến nhìn vẫn chưa là nhìn ra ai là kẻ phản bội tới trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh không phải sao đây là tránh né lên chuyện kế tiếp cái kia chính là muốn cùng bệ hạ hồi hợp nhưng là bệ hạ tình cảnh có thể dùng vô cùng vô cùng không tốt để hình dung bệ hạ đã là bị khống chế lên cái này trên cơ bản cũng là cùng bị giam lỏng vậy là không có khác biệt quả thực cũng là tùy tiện vậy là không có đi ra như thế một loại khả năng khả năng gần nhất mệnh lệnh không phải bệ hạ hạ đạt, nhưng là, người ta có thể sử dụng khẩu dụ như thế một loại phương thức, phạm vi nhỏ đó là muốn làm gì thì làm, không phải sao, những quan viên này không phải liền là bị khẩu dụ cho lâm thời nhốt lại sao, giam giữ lấy giam giữ lấy liền chết chứ sao, không phải sao, giờ phút này, dịp trần hai con mắt nhìn chầm chầm bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy. Cái này ánh mắt, vẫn là theo dõi ánh mắt, hắn đã là phát hiện dịp trần là nhiều mẫn cảm một người nếu là phát hiện đối phương đang nhìn trộm hắn như vậy giờ phút này nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho bắt đi ra mới được tuyệt đối là không cho phép đối phương có thể như thế tiếp tục đắc ý sống sót cái kia hành động đi dịp trần thân hình nhoáng lên dưới thì vọt ra ngoài tốc độ này gọi là một cái nhanh trong nháy mắt cũng là thân cận đến cái này đối phương trước người đối phương đâu đó là tại dạng này tử độ chính xác 10 phần công kích phía dưới trong nháy mắt cũng là lui nhanh hướng về sau tại cái này lui nhanh hướng về sau như thế một loại tình huống phía dưới hai con mắt của hắn thẳng không lăn trèo lên khóa chặt cái này dịp trần khóa chặt về sau là có bất kỳ thay đổi nào a à, không có một lần cũng không có lần lượt cũng không có dịp trần công kích đã là trúng đích đến trên người của đối phương vị nam tử này bị đánh đến đây là trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn đâu trong chấp nhán này bạo phát đi ra như vậy công kích tới cái này, cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được a? À? cái này đầu quả thực cũng là đâm đau vậy thì không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng đều, ầm, um, lại đến một chút, phanh, ầm, um, từng cái còn tới, ta, ta nói cho ngươi, ngươi thật là không muốn như thế cùng ta làm càng đi xuống, ngươi cùng ta làm càng đi xuống, ngươi biết kết quả, ai biết xuống tràn? ta a, à? ta biết xuống tràn a, à? ta làm gì là phải biết xuống tràn? ta cũng không biết a à. có mau bệnh a à, cái kia ta biết xuống tràn đối phương quỳ xuống đã ngươi là ăn mềm không ăn cứng không sợ uy hiếp cái kia liền dứt khoát là cầu xin tha thứ thử nhìn một chút biết sai không muốn cùng ngươi như thế đi xuống lúng túng thật là lúng túng cái này đều quỳ xuống là tha thứ đâu vẫn là như thế tiếp tục cùng gia hỏa này ăn thua đủ đi xuống đâu không phải sao giờ khắc này đối phương hai con mắt nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy ngươi làm sao còn quỳ xuống đâu ngươi là một cái nam tính đại lão gia làm đại lão gia ngươi ngươi làm sao chính là có thể quỳ xuống đâu cái này rất không có cốt khí a à, không được ta không cho phép ngươi dạng này giờ phút này ngươi đứng dậy cùng ta ăn thua đủ ngươi chỉ có là cùng ta ăn thua đủ ta mới có thể là để mắt ngươi ừm, diệp trần gật đầu đối phương xem xét cái này hữu dụng a à, bởi vì chính mình quỳ xuống cho nên gia hỏa này không tốt là đối với mình xuất thủ cái kia vậy mình muốn như thế không ngừng cố gắng phát huy đi xuống a à, lúc này cái này đối phương cũng là dập đầu lên cái tráng hướng xuống đất như thế phanh 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 chính là va chạm vô số lần cái này lần lượt va chạm quả thực chính là muốn đem mặt đất đều là cho đánh tới đất nước dáng vẻ ngươi làm sao như thế làm người ta không thích đâu ta đúng nha ta chính là như thế làm người ta không thích a à. có mau bệnh sao không đắc ý được hay không không được nha ta liền muốn khi dễ đắc ý người dịp trần đạt thành mong muốn đem đối phương kích thích đó là cùng chính mình già mồm lên tốt giờ phút này cái kia chính là đã kích đối phương thời điểm không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào sau đó sự tình cũng là biến đến đơn giản lên cái tráng trùng kích mặt đất lần lượt đây là trùng kích lực tương đương chính là kinh người a à phanh phanh thanh âm một lần nữa vang lên, người ta vừa nhìn thấy cái này dịp trần muốn công kích lập tức liền dập đầu. đây quả thực là đầu không đau như thế một loại cảm giác, người ta như thế một dập đầu, ngươi liền nói, ngươi đây là muốn thế nào làm đi, như thế tiếp tục hướng về đối phương xuất thủ, vậy cũng không thích hợp, sau đó thì sao? vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên, thật là không có cách nào hướng về đối phương xuất thủ, đành phải là đem đối phương cho khống chế, như thế đây là hảo hảo mà hỏi thăm một chút tình huống đối phương đâu đó là sớm đã đem tình huống nơi này cho hội báo lên người đâu khẳng định là trên đường thì nhìn là cách nơi này có bao xa không phải sao đại gia hỏa nhất thời cũng là dời đi đổi một cái an toàn phòng người này không phải là bởi vì có bén nhảy khứu giác cái gì phát hiện bọn họ đây là bởi vì dấu vết để lại cho nên tại những người kia chuyển di thời điểm đây là dùng tới mưu kế đổi lại giày hơn nữa còn là phân tán ra đến đi đây là tại một chỗ tụ tập lên về sau lại đến tổ đoàn mà tiến lên dạng như vậy một đoạn đường này là triệt để không có dấu vết cái này mặt khác một chỗ là có một đám người dấu vết nhưng là ngươi cũng truy tung không đã có dấu vết địa phương an toàn xuống tới cái kia an toàn xuống tới liền phải là muốn nghiên cứu đem bệ hạ cũng cho làm ra sự tình dò xét một chút đại khái cũng là biết bệ hạ ở nơi nào bệ hạ còn tại hoàng cung Nhìn như tự như là không có có bất kỳ thay đổi nào một dạng, nhưng kỳ thật hẳn là bị giam lỏng xuống tới, đối phương còn chưa nghĩ ra làm sao quyền lực chuyển giao đây. Chương 376, nhìn lấy dọa người, thời gian nhoán một cái, không phải sao, đây là đến ban đêm, trời tối người yên thời điểm, giờ phút này, dịp trần cũng là được bắt đầu chuyển động, tại cái này được bắt đầu chuyển động như thế một loại tình huống phía dưới, kết quả, thật là có thể tưởng tượng được, đây là tại trong nháy mắt như thế, đây là hướng về 7 giờ đồng hồ phương hướng thì kích xạ đi. Nơi này có thể tiến vào hoàn thành, rất là thuận lợi, tiến vào, sau đó đâu, đây là từng bước từng bước hướng về cái này bệ hạ cung điện tới gần, cung điện đâu, đây là cùng thường ngày, đã từng an bài bao nhiêu người, giờ phút này, vẫn là an bài bao nhiêu người, quả thực chính là không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là, cái này chỗ tối đâu, có thể là có trạm gác ngầm đồng thời trạm gác công khai cũng là dùng để làm bộ, không nói là tất cả triều đình quan viên đều thành người của đối phương, tối thiểu, bên trong cung điện này tất cả chiến sĩ đã là thành người của đối phương, cái này làm bộ trạm gác công khai, đó cũng là người của đối phương, giờ phút này, cái này chỗ tối Diệp Trần cũng là bị trạm gác ngầm phát hiện, trạm gác ngầm cũng không phải triệt để phát hiện Diệp Trần. Chỉ là phát hiện nơi này có động tĩnh, tại phát hiện có động tĩnh như thế một loại tình huống phía dưới, không phải sao đây là hướng về bên này thì nhích tới gần tại nhích tới gần như thế một loại tình huống phía dưới vậy lại càng phát là xác định nơi này sợ là có người nha như thế đây là một chút xíu tới gần đến nơi này nhìn cái này tư thế đây là chắc chắn nơi này có người cho nên đều làm xong muốn xuất thủ như thế một loại chuẩn bị một khi là xuất thủ ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu không không có khả năng tuyệt đối là không thể nào như thế một loại tình huống không thể tránh né nhất định phải là phải hoàn thành một trận chiến đấu đúng không cái kia liền dứt khoát là đem quyền chủ động nắm giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong tốt đây chính là dịp trận ý nghĩ dù sao cũng là muốn đánh người nào trước chủ động đến đánh cái này lại có quan hệ gì đâu thu thập đối phương cái này cháu con rùa nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới là thời gian nhoáng một cái không biết là đi qua bao lâu bộ dáng không phải sao Dịp trần đây là trong đầu diễn luyện vô số lần công kích, đã là triệt để cũng là triển khai, triển khai cũng là hướng về cái này trên người của đối phương hoàn thành bao trùm. Đao quan kiếm ảnh cái kia liền không có thất bại như thế một loại khả năng. Kết quả đây, thất bại, cái kia thì không thành công bất luận cái gì khả năng, người ta nghiêng người tránh né, một lần tránh né, lần thứ hai tránh né, lần thứ ba, còn tránh né, đây chính là người ta năng lực, người ta năng lực có thể lần lượt tránh né đi xuống ngươi cái này mỗi một lần công kích đều là uy hiếp đến người ta sinh mệnh nếu là như thế cái này giác quan thứ sáu liền sẽ là cho đối phương báo động tại cái này giác quan thứ sáu báo cảnh sát như thế một loại tình huống phía dưới đối phương có thể không phải liền là tránh lái đi a à, phanh phanh ầm công kích này cứng đối cứng công kích trực tiếp liền đến tới thì trúng đích thì hỏi ngươi trợn tròn mắt không có mắt trợn tròn đi dáng vẻ như vậy thế công cái này thế công như cầu vòng cảm giác có phải hay không khiến người ta rất phát điên ta nói cho ngươi ngươi thật là là đem ta cho làm phát bực ngươi biết không nếu như ngươi vẫn là như thế không biết chết sống tiếp lời nói ta ta cũng không biết là phải làm thế nào đến làm ngươi chơi chết ngươi như thế một loại khả năng đều có a à, a à, biết biết thì xong việc biết liền phải là muốn như thế tiếp tục hướng về trên người của ta công kích đi ai sẽ là có ngươi như thế quá phận ngươi mấy cái ý tứ a à? ngươi trước cạn cái gì nha ngươi đây quả thực là muốn bức điên rồi ta như thế một loại cảm giác a à? ta đúng nha ta là muốn ép điên rồi ngươi như thế một loại cảm giác a à? có mau bệnh a à? được được còn như thế lưu manh thừa nhận thật tốt thật ta chính là lưu manh thừa nhận a à? có mau bệnh a à? dịp trần hỏi không cho đối phương trả lời cơ hội cái này thiết quyền công kích trọng chu y mà lên Hướng về cái này trên người của đối phương, ác như vậy hung ác cũng là làm đi lên, chỉ nghe thấy phanh phanh âm thanh vang lên, thật là một lần sau một lần muốn tới đó là khó chịu như thế một loại cảm giác, cứ thế mãi, như thế đồng dạng, như thế kéo dài công kích trúng đích đi xuống, cái này, cái này đặc biệt ai cũng gánh không được a, à. đối phương cũng gánh không được a. À. Đối phương hai con mắt âm nhu nhìn chầm chầm Diệp Trần, hy vọng của hắn là ánh mắt của mình có thể cho Diệp Trần khiêm tốn một chút tầm à, dịp trần đâu, không quan tâm ánh mắt của đối phương là cái ánh mắt gì, không để bụng, không đem ánh mắt này xem như là một chuyện. cái kia tới công kích, vẫn là sẽ đến, như thế, đây là trọng kích mà lên, hướng về trên người của đối phương lời thề son sắt làm đi lên. cái này thật là đau, đối phương hai con mắt tràn ngập âm lãnh nhìn chầm chầm cái này để hắn đau dịp trần, suy nghĩ liên tục, gánh không được. cái kia, đành phải là làm ra đến động tĩnh lớn hơn liều mạng đối phương đây là chủ động theo trên thân rút ra xong đao tới hắn muốn để gia hỏa này kiến thức một chút hắn kiếm thánh từ đế phân lợi hại từ đế phân tại cái này trong hoàn thành sau đao kiếm cái kia là hoàn toàn không có địch thủ được chứ hắn là sẽ không sợ sợ bất luận người nào tuyệt đối sẽ không giờ phút này hắn cũng là tuyệt đối sẽ không là e sợ cái này dịp trần chỉ cần là dịp trần như thế một mực làm càng đi xuống hư hư cái kia chính là cái chết thời gian nhoáng một cái, không phải sao, đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng. Dịp Trần cũng không sợ đối phương, đối phương đâu, cũng là không nghĩ tốt muốn xuất thủ, như thế, đây là triệt để cũng là đòn khiên lên, như thế, đây là không biết muốn đòn khiên phía trên nở hoa tới khi nào đi, thiếu niên, ta cũng không muốn ra tay, ngươi cũng hẳn là không muốn ta xuất thủ, bởi vì ngươi cũng biết rất rõ, ta muốn là xuất thủ, chật chật chật, vấn đề này thế nhưng là đạt đến không thể nghịch chuyển. Không thể vãn hồi như thế một loại cấp độ, không phải là ngươi nguyện ý nhìn thấy, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì, ngươi đầu hàng đi, từ đế phân hướng về phía Diệp Trần nói ra, Diệp Trần cũng không biết đối phương là nơi nào mà đến nắm chắc thì để cho mình đầu hàng, gia hỏa này nha, thật là khiến người ta có chút không phản bác được đều, cái kia, không cùng đối phương như thế tiếp tục nói nhăn nói cuội đi xuống làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi soát dịp trần chủ động xuất thủ đã cho đối phương cơ hội đối phương cũng không nắm chặt a à, cũng không trân quý a à. nhất định phải là như thế lề mà lề mề làm người ta không thích hắn cũng là không có chiêu đành phải là như thế chủ động hướng về đối phương nên đón tiếp lấy đây là một đợt công kích trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm như thế vừa hoàn thành bao trùm cái này phải là muốn đem đối phương đưa lên tuyệt lộ đối phương đâu đây là trơ mắt nhìn cái này dịp Trần công kích đến, hắn cảm thấy, mình có thể đến đỡ được, đinh, đinh, ngăn cản hai lần, lần thứ ba, đây là trực tiếp cũng là vòng qua phòng tuyến của hắn, như thế thì hướng về thân thể của hắn đâm đi lên, thổi phù một tiếng thì đâm đi vào. Không phải sao, đây là trực tiếp cũng là đem thân thể đều xuyên thủng, nhìn lấy dọa người A. À. Chương 377, thoát đi, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng, cảm giác này, khiến người ta phiền muộn, thiếu niên, ta muốn theo ngươi nói một chút, đau đã là chạm đến trái tim, vẫn chưa là uy hiếp được tính mạng đối phương, nhưng là, dạy như vậy này trước kia đi xuống, vậy liền thật là uy hiếp đến sinh mệnh, cho nên, ý nghĩ của đối phương chính là, như thế một cái thời điểm. Như thế cũng là cùng dịp trần tốt như vậy nói dễ thương lượng, nếu như là có thể câu thông, vậy liền câu thông đến giải quyết, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, thổi phùng một tiếng xuyên thấu lỗ thương thế đã là triệt để hoàn thành, để nhất dọc tâm huyết đã là tí tách tại cái này mặt đất, không phải sao, hết con bê thôi, nhiều sự tình đơn giản, đây là không có đường sống đi thôi. Nhiều sự tình đơn giản, đối phương cứ như vậy, như thế trừng trừng nhìn chầm chầm cái này dịp trần nhìn lấy, thật là tương đương tương đương chính là không cam lòng như thế một loại cảm giác a à, thổi phù một tiếng, không phải sao, đau đều rút ra, đối phương cũng không trần là như thế tiếp tục nhìn chầm chầm dịp trần thấy, mắt tối sầm lại, đây là triệt để cũng là một mệnh ô oh hô. Oh. Đây là triệt để cũng là đi hướng diệt vong, lại sau đó, cái kia chính là tìm bệ hạ chứ sao, tìm tới bệ hạ, không phải tốt chuyện khó khăn, người ta chủ yếu phòng ngự cũng là trạm gác ngầm, nhưng là, cái này trạm gác ngầm là bị dịp trần cho xử lý, trên mặt nổi những thứ này, muốn nói là trùng phong vẫn còn, muốn là phát hiện dịp trần hành tung, hoàn toàn là không được. Không phải sao, bệ hạ ngay tại phiền muộn, chính mình xem như bị giam cầm, theo bị giam cầm một khắc này bắt đầu, vậy đã nói rõ mình đã là thua, vậy đã nói rõ, mình đã là không có xoay người như thế một loại khả năng, loại cảm giác này, thật chính là vô cùng vô cùng không tốt, cái này đổi lại là bất kỳ một người cũng sẽ không thì nguyện ý tiếp nhận chính mình thất bại như thế một cái tình huống đi. Chỉ cần là có một chút xíu xấu hổ cảm giác người, cái kia đều hy vọng cả đời này đều là thành công cho dù là thất bại một lần vậy cũng là tuyệt đối tuyệt đối không cho phép sự tình a à. cũng là như thế một loại tình huống bệ hạ hiện tại đây là thất bại bày tại trước mắt của hắn muốn là thừa nhận đâu thống thống khoái khoái sớm một chút tiếp nhận thì xong việc nếu là không thừa nhận đâu quản ngươi những thứ này không thừa nhận cũng là thất bại cũng không thể nào là có thành công như thế một loại khả năng bệ hạ đứng dậy lắc đầu cũng không nghĩ nhiều một ít gì, ân, nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, như thế, thì dừng ở đây tốt, sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên, không phải sao, bệ hạ đây là được bắt đầu chuyển động. Hắn muốn xem nhiều sách, nhất định nhất định là muốn tìm tới phản kích phương thức, kỳ thật đâu, cũng chính là tự mình tê liệt, tại như vậy một loại bị người ta cho chặt chẽ trong coi tình huống phía dưới, thuộc hạ của hắn. Lòng trung thành của hắn sáng thần tử đều bị đám gia hỏa này cho giam giữ lên hắn liền cực kỳ cơ bản nhất tư bản cũng không có hắn còn có xoay người như thế một loại khả năng a à. một đạo thân hình cứ như vậy cùng trống rỗng xuất hiện một dạng xuất hiện ở bệ hạ trước người phương hướng bệ hạ theo nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt bắt đầu vậy liền trên cơ bản là có thể xác định cái này xuất hiện gia hỏa quả thực cũng là cùng đoạt quyền gia hỏa đó là không có nửa điểm quan hệ gia hỏa này đó là tìm hành tiến đến như vậy là ai có lấy dáng vẻ như vậy năng lực tìm tới dáng vẻ như vậy một cái hảo thủ tìm hành vào đâu? Tiến đến mục đích, lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ là chứng cứu mình, nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi ra địa phương A, đối phương muốn chứng cứu mình, chật chật chật, đây quả thực là chuyện muôn vàng khó khăn A, đây là trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình A, như vậy, là ai như thế không có não tử, điều động một người đầy đủ đi tìm cái chết nha đồng thời còn phải là yếu hại chết chính mình a à. người đây là muốn làm gì là muốn đi tìm cái chết thuận tiện là mang ta lên phải không bệ hạ nhìn lấy dịp trần hỏi gọi thế nào làm chịu chết còn mang lên ngươi đây ha 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 không ha ha đó không phải là như thế một chuyện a à. ha ha ngươi có đi hay không rồi ta muốn là đi đây không phải là chịu chết a à. ngươi cho rằng ta là vào bằng cách nào ngươi cho rằng ngươi nơi này không có trạm gác ngầm ngươi có trạm gác ngầm a à? nhưng là trạm gác ngầm đã là bị ta cho an bài cho nên ta có thể thoải mái mà chui vào tiến đến cái kia ngươi cho rằng ta có thể thoải mái mà chui vào tiến đến liền không thể là thoải mái mà từ nơi này rời đi ngươi là nghĩ như thế nào cho nên ngươi là có cái này niềm tin tuyệt đối có thể mang theo ta rời đi là như thế một cái ý tứ đúng không đúng nha cũng là như thế một cái ý tứ a à? có vấn đề gì a à? không có vấn đề, suy nghĩ một chút, bệ hạ nói ra, sau đó đâu, bệ hạ vẫn là cẩn thận hỏi thăm một chút vị mảnh tướng này đến cùng là người nào, nếu như là người của hắn, lợi hại như vậy, hắn không thể nào là không biết, sau đó, cái này dịp trần nói ngay là hồng nhan là vợ hắn mấy chữ này, bệ hạ nhất thời cũng là dây đã hiểu, không phải sao. Đây là lạc hồng nhan người, tốt, tin tưởng đối phương, một đường thuận lợi, không phải sao, lập tức liền là muốn theo Tây Trực Môn ra đến rồi, tại như vậy một cái thời điểm, chiến sĩ thay quân, cái này nội bộ người là trực tiếp cũng là bị đổi hết, nhưng là, giờ phút này Diệp Trần cũng không biết, hắn còn tại một chút như vậy điểm hướng về Tây Trực Môn xê dịch. Tại ở gần đến cửa về sau, không phải sao, đây là sử dụng chim chóc gọi tiếng cho đối phương lan truyền tin tức, mở cửa, hắn muốn trong nháy mắt ra ngoài, đối phương chỉ coi là không có trông thấy hắn, trong nháy mắt đóng cửa thì xong việc đối phương có thể là nghe không hiểu chim của ngươi ngữ nhưng là đối phương có thể phát giác được đây không phải chim chóc lời nói cái này là nhân loại cho nên đối phương trực tiếp cũng là đem tay phải ở vào chui đao phía trên nắm chặt phía dưới trực tiếp cũng là đem đao cho rút ra rút ra về sau không phải sao đây là trực tiếp chính là muốn múa lên hướng về trên người của ngươi liền phải là muốn chơi lên đi đây là nghĩ có thể xem rõ ràng một đợt công kích chật chật chật, quả thực chính là muốn hoa mắt hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên. Không cho ngươi đánh cho tàn phế, vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào, ân, là không thể nào nha, xoát, đây là mang theo cái này kình phong liền đến, đây là mang theo cái này kình phong thì hoàn thành bao trùm, đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi đưa xuống suối vàng, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đối phương một vòng đánh lung tung công kích đã là đến. Đây là lời thề son sắc nhất định là muốn đem công kích bao trùm đến trên người của ngươi đi. Đinh đinh thanh âm một vang lên, nhìn giờ phút này lúc này cái này dịp trần không được không ra ngoài, đi ra về sau thì cùng đối phương giao phong ở cùng nhau, tại cái này giao phong ở cùng nhau như thế một loại tình huống phía dưới, thật là nhìn lấy cũng là không tốt ứng đối bộ dáng. Đinh, đinh, cái này một đợt công kích, khiến người ta cái kia là không thể nào là vui sướng như thế một loại cảm giác, đối phương thần sắc đó là có chút ngưng trọng. Chương 378, đánh cho người thổ huyết, đối phương trái tim bị đâm xuyên, đối phương đâu, nhìn chầm chầm cái này trái tim nhìn lấy, đây là trơ mắt nhìn cây đao này bị rút ra, như thế, đây là không có biện pháp nào, như thế, đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn, đặc biệt, làm sao, thế nào lại là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu. Đó là cái tình huống như thế nào? còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa cho người ta chỉnh đây là cũng không thư thái a à, thật thổi phù một tiếng không phải sao đây là trực tiếp cũng là đem chỗ tối vị này chiến sĩ trái tim cũng cho đâm xuyên qua đối phương còn tìm sợ lấy một khi là cái này dịp trần đi thì vội vàng mật báo tới không có nghĩ tới là dịp trần căn bản cũng là to lớn hắn tránh né tại chỗ tối đây là đã sớm là nghĩ kỹ muốn thế nào tới thu thập hắn cái này đặc biệt thật là thật không cam lòng a à. hai người đây là trong nháy mắt liền mở ra cửa lớn trực tiếp cũng là từ nơi này thoát đi ra ngoài cái này thành tường phía trên chiến sĩ cũng là trong nháy mắt cũng là đã nhận ra không thích hợp phản ứng nhanh não tử linh hoạt đã là trong nháy mắt thì xuống xuống thì hướng về hai người kia truy kích mà lên đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng trực tiếp cũng là muốn đuổi kịp hai người kia từng cái từng cái đó là theo không kịp bộ pháp này từng cái từng cái đó là bị bỏ rơi lại sau đó thì sao Vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên Đối phương cho dù là bị bỏ rơi đại đa số Điều này có thể là theo kịp Cũng là gắt gao cắn bệ hạ cắn cái này dịp trần Gia hỏa này Đây là nắm chặt sông đao Tùy thời đều là làm xong theo ngươi giao phong một vòng như thế Một loại chuẩn bị Đây là kiên định ý tưởng này Không phải là để ngươi có quả ngon để ăn Cũng là đơn giản như vậy một chuyện Đây là không phải là để ngươi mấy hôm qua Đây là không bức điên rồi ngươi Quả thực thì là chuyện không thể nào, đây là cứ như vậy khiến người ta tổ a cuồng. Như thế khiến người ta khó xử, ai cũng là có tỳ khí, ta cũng giống như vậy, ngươi có phải hay không nhất định là muốn như thế đi xuống đâu? Giờ phút này, cái này Diệp Trần quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, đây là tại cố ý điểm đối phương, hy vọng đối phương là có thể hiểu chuyện một điểm, hy vọng đối phương là không muốn như thế đắc ý đi xuống, đối phương như thế đắc ý đi xuống đem người cho ép cho làm phát bực cái này cuối cùng a à, không phải là có kết cục tốt đây là chuyện khẳng định ta nói cho ngươi ta sẽ không buông tha cho ta theo ngươi như thế đây là nhất định chính là muốn ăn thua đủ ta nói cũng là như thế một chuyện ha 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 ta không phải muốn theo ngươi ha 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 ta đây là phải nói cho ngươi nếu là ta khóa chặt ngươi để mắt tới ngươi ngươi liền chết chắc ta là người như thế nào ta là loại kia không chết không thôi không bỏ qua người hiểu qua ta người đều biết, ta không dễ chọc. Người ra ngoài hỏi thăm một chút, ta gọi thẩm vạn tam, thẩm vạn tam không phải cái thủ phủ A, à, thủ phủ bị ta chém, A à A, à, như thế một cái tình huống A, à, tự như đâu, cũng là như thế một cái tình huống đâu. Bị ta chém, vậy hắn liền bị ta chém. Phải không? Diệp Trần chỉ cái này truy binh thẩm vạn tam hướng về phía bệ hạ hỏi, có thể nha, chúng ta một người chặt một cái, ừ, rất tốt nha, bệ hạ gật đầu thẩm vạn tam bên này thật là hận không thể chính là muốn đem bệ hạ tên đáng chết này giết chết thật là hận điên rồi người này a à, thì chưa bao giờ là muốn qua cái này đối phương lại là như thế cho một cái cẩu vật cái này đặc biệt thật là khiến người ta có chút phát điên a à, đã ngừng lại thân hình không phải sao giờ khắc này dịp trận đây là trực tiếp cũng là hướng về thẩm vạn tam gần sát đi đã cho đối phương cơ hội làm cho đối phương không muốn như thế chó nghiêm túc một điểm Đối phương cái kia cũng không nghe khuyên a, à, cái này thì có biện pháp gì, có lòng muốn muốn là như thế cùng đối phương tốt nói dễ thương lượng các loại hòa thuận hòa thuận. Đối phương đâu? Như vậy là cái đức hạnh gì, cho nên thật là không có biện pháp như thế một loại tình huống phía dưới, chỉ có thể là hướng về đối phương xông tới, phanh, phanh, ầm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cái này bãi quyền công kích, đây là trực tiếp cũng là trúng đích rõ ràng là cầm lấy cây đao này tới rõ ràng là đao múa lên làm sao lại thành dáng vẻ như vậy thiết quyền công kích đâu người ta nghiêm phòng tử thủ là đao phòng bị chính là đao a không phải thiết quyền công kích a cái này thiết quyền công kích quả thực chính là cho người ta làm được đó là đều quay cuồng sửng sốt một chút được chứ người ta ở vào dáng vẻ như vậy thế công bên trong ý nghĩ tự tử đều là có vạn vạn không nghĩ đến thế cục này thế nào lại là phát triển đến dạng này Bộ dạng này khiến người ta phát điên một loại cấp độ không vui cảm giác, tràn ngập cái này tâm, rất phát điên a, à, thật là phanh phanh thanh âm tiếp tục vang lên, phát điên a, à, cả người đều là không xong, đúng hay không? Không xong là được rồi, ân, liền phải là muốn để ngươi cả người đều là không xong, đối phương cũng là một cái trà trộn tại giang hồ thật lâu vô cùng vô cùng người có kinh nghiệm. Đối phương biết rất rõ giờ phút này là như thế nào đến ứng đối nhất định nhất định là không thể để dịp trần cái này cẩu vật như thế một mực công kích mình đi xuống nhất định không phải sao trong nháy mắt thân hình của đối phương lui nhanh đây là muốn sử dụng khoảng cách đến triệt để tan rã dịp trần công kích sử dụng thì sử dụng thôi dịp trần cũng sẽ không là đem đối phương xem như là một chuyện khoảng cách thì khoảng cách thôi cũng sẽ không là đem đối phương để vào mắt không phải sao gia tốc truy đuổi kịp liền phải là một đợt công kích cái này một đợt công kích đi xuống chật chật chật, không cho đối phương bước điên rồi. cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. thật là nhìn lấy cũng đã là để người tê cả da đầu được chứ. đối phương vừa nhìn thấy tên đáng chết này đuổi tới, cái này cảm xúc trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn. làm sao, làm sao lại đuổi tới đâu? đây là khiến người ta có chút không phải rất thư thái như thế một loại cảm giác a, à, cũng là đuổi tới, nào chỉ là đuổi tới, cái này còn vượt khó tiến lên đâu? cái này còn một luân phiên công kích trực tiếp cũng là hoàn thành bao trùm đâu cái này còn muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế đây ầm uhm, lại là trúng đích cái này cái này đặc biệt đổi lại là người nào đó là gánh vác được như thế một loại cảm giác a à, không vui đây là khẳng định a à, ầm uhm, ta ta muốn giết ngươi nha thẩm vạn tam công kích đã là lung tung múa lên như thế song đau sốc xếp múa phía dưới đó là ngay cả chính mình cũng không biết quỷ tích cũng không tin cái này đáng chết cái kia là có thể nắm giữ hắn quỷ tích. sau đó đâu người ta cũng là nắm giữ ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng ấy chính là muốn đưa người bước cho bị điên như thế một loại cảm giác ấy chính là muốn để người khó chịu như vậy ầm không đơn thuần là tránh đi thẩm vạn tam công kích đồng thời cái này còn nhẹ nhõm cũng là hướng về cái này thẩm vạn tam trên thân làm đi lên một lần một lần còn tin chuẩn thì trúng đích. Đánh cho ngươi đây là muốn thổ huyết đến, chỉ đơn giản như vậy. Chương 379, không có cách nào làm, thẩm vạn tam bị thu thập, hai người tổng xem là khá tiếp tục lên đường, nhưng là chân trước hai người kia rời đi, chân sau truy binh liền đến, truy binh tại cái này thẩm vạn tam chỉ dẫn phía dưới, không phải sao, đây là theo cái này dấu vết để lại thì hướng về một phương hướng đuổi đi, cái này tầm 10 người tiểu tổ nhất định là muốn thu thập cái này dịp trần. Như vậy đây là muốn đánh lén hai người kia thành công phải không để cho an toàn không phải sao giờ phút này bệ hạ đây là đến một cái trạm trung chuyển an toàn phòng tại nơi này chính là vì chờ đợi cái này đối phương xuất hiện một khi là thật có truy binh vậy cũng khẳng định là sẽ xuất hiện một khi là đối phương xuất hiện vậy cũng khẳng định là muốn đem đối phương cho thu thập cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập chờ đợi một hồi không phải sao có động tĩnh mười mấy cái người đi cũng không phải rất nhiều giờ khắc này bệ hạ đây là trực tiếp cũng là khởi động cơ quan tại khởi động cơ quan như thế một loại tình huống phía dưới những thứ này cung tiễn thật là sưu 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 cũng là làm ra ngoài một lần sau một lần muốn tới đến đó là lực sát thương mười phần một lần đó là sau một lần muốn tới đó là lực sát thương kinh người thật là nhìn lấy cũng là khiến người ta thận đến hoảng như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao nói là đều cho tiêu diệt cái kia không có khả năng nhưng là đa số vẫn là bị xử lý chỉ còn lại như thế hai ba người cái này hai ba người hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này dịp trần nhìn lấy đây là nhận chuẩn khóa chặt nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn hướng về dịp trần xuất thủ tiết tấu bệ hạ nhìn về phía dịp trần đây là đang dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương có phải hay không chơi được a à? muốn là không làm được như vậy hoàn toàn là có thể hắn đến hắn không quan trọng thì nhìn đối phương Diệp Trần gật gật đầu, bệ hạ phương thức rất đơn giản. Trực tiếp cũng là hấp dẫn đối phương tiến đến, bỏ cái giờ này, sau đó làm cho đối phương cùng cái giờ này như thế tự động quy vu tận. Diệp Trần muốn là có thể hành động, như vậy có thể giúp lấy bệ hạ tiết kiệm phía dưới đến như vậy một cái an toàn phòng trạm trung chuyển. Cái đồ chơi này kiến thiết lên cũng là muốn tiêu hao không ít người lực vật lực, có thể lưu lại. Tự nhiên là không thể tốt hơn, Diệp Trần hướng về ba người này đi tới, ánh mắt này, đó là tràn ngập lạnh nhạt, đây là không mang theo mắt nhìn thẳng đối phương cảm giác, cái này trong ánh mắt thế nhưng là tràn ngập lạnh lùng, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, thật là không có làm rõ ràng gia hỏa này đắc ý điểm ở nơi nào, Diệp Trần chỉ bên trái, trung gian, bên phải ba người này. Sau đó đâu, đây là ngoắt ngoắt đầu ngón tay, ý tứ đã là rất rõ ràng, tới tới tới, hướng về ta triển khai công kích tới ta đây là chuẩn bị kỹ càng muốn cùng các ngươi ăn thua đủ đối phương thật là thật là tương đương là sinh khí người này còn vạch ngón tay đầu phải không còn như thế càng rỡ phải không ba người liếc nhau một cái về sau không có bất kỳ cái gì mập mờ trực tiếp cũng là hướng về dịp trần cứ như vậy làm đi lên cứ như vậy một cái ý nghĩ giết chết ngươi cái này cháu con rùa không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng động thủ trực tiếp cũng là hướng về cái này diệp trần thì chào hỏi tới cứ như vậy một cái ý nghĩ nhất định là muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế không phải là để ngươi có tốt bí đao ăn sau đó thì sao đến đã tới người ta diệp trần thoải mái mà cũng là đem công kích cho đến cản lại đinh 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 thanh âm bên tai không dứt khiến người ta nhìn lấy cũng là đau đầu cực kỳ như thế một loại cảm giác các ngươi làm cái gì diệp trần tò mò hỏi ba người sách lược rất đơn giản trong lúc nhất thời không đánh chết ngươi không có quan hệ mệt chết ngươi cái này cháu con rùa thật là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng coi như cái này ba cái không trả lời dịp trần cũng có thể phỏng đoán đi ra một hai ba đến đây là tiêu hao chiến đúng không một chút cũng là không sợ đối phương tính sao đi đinh đinh không phải sao ba người này tiếp tục nếu là nhận chuẩn dáng vẻ như vậy một cái sách lược cái kia liền dứt khoát là kiên trì như vậy không ngừng đi xuống, thổi phù một tiếng, dịp trận, xuất thủ, dịp trận như thế vừa ra tay. Xuất thủ cũng là xuyên thủng đối phương trái tim, cảm giác này, đó là cùng khi dễ người không có khác gì, không phải sao, ba cái đây là thu thập một phần ba, còn thừa lại hai phần ba, dịp trận đâu, lạnh nhạt nhìn lấy cái này hai phần ba, ánh mắt này cảm giác này, đây là rất hiển nhiên, cũng không có đem cái này hai phần ba cho để vào mắt cái này hai phần ba cái kia thật là là trong nháy mắt cũng là biến đến áp lực có chút lớn. Bị dáng vẻ như vậy một cái đại ma vương cho nhìn chầm chầm, cái này đặc biệt đổi lại là người nào đó là tâm tình có thể đủ tốt, cảm giác này, đầu lại là ông ông, tỉnh táo, nhất định nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được, không thể là bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, sau đó đâu, sau đó cái này cũng lạnh không an tĩnh được a à ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh táo, ầm, um, ầm, um, lần này, hai lần, ba lần cảm giác, đây là không cho ngươi làm quay cuồng, quả thực thì là chuyện không thể nào, cẩu vật, ngươi, ngươi làm sao hung hăng trọng chú y cùng ta đâu, cái thứ hai bị đánh nam tử hướng về phía dịp trần hét lớn, ngươi không hài lòng, vậy ta giải quyết ngươi thì xong việc mà, dịp trần tiếng nói hạ xuống sông. Đao đã là đâm xuyên qua đối phương ở ngực, liền cơ hội hối hận đều không có, đối phương cứ như vậy một mệnh ô oh hô đối phương thật là hận điên rồi cái này đáng chết dịp trần thế nào lại là có như thế quá phận một người gia hỏa này cái này đây rốt cuộc là muốn làm cái gì a à? gia hỏa này cho người cảm giác thật là là tương đương chính là khó chịu a à? hận không thể chính là muốn giết đối phương như thế một loại tiết tấu a à? quá tức giận thật là quá tức giận a à? thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là quá khứ thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ cái này sau cùng một vị truy binh thế nhưng là nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo âu đó là một loại tùy thời đều sẽ hướng về hắn xuất thủ cảm giác uy hiếp tính mạng của hắn hắn hy vọng cục thế có phát triển lên có thay đổi có thể nhìn ra được đây cũng chính là một phần hy vọng căn bản thì là không thể nào hóa thành hiện thực không vui tuyệt đối tuyệt đối là không vui tình huống làm sao bây giờ là tốt đâu đây là khiến người ta đầu đều là có chút đau như thế một loại cảm giác uy ngươi muốn làm cái gì may mắn còn sống sót chiến sĩ hướng về phía diệp trần hỏi muốn ngươi chết diệp trần cũng là tùy ý trực tiếp cũng là nói ra suy nghĩ trong lòng đến suy nghĩ chính là muốn ngươi chết ngươi chuẩn bị sẵn sàng a à? không bộ dạng này quá phận có thể hay không không thể nha thế này sao lại là tác phong của ta đâu ta phải muốn ngươi chết mới được a à? ừ diệp trần gật đầu tốt tốt cùng ta già mồm đâu đúng không ta là cùng ngươi già mồm a à? Có mau bệnh a?" À? Diệp Trần nhìn đối phương hỏi. "Đối phương đâu? Cái này lửa giận quả thực cũng là sạc 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 liền dậy, không vui, đây là chuyện khẳng định, đối phương đây là hận không thể chính là muốn cùng Diệp Trần liều mạng, gia hỏa này một mực như thế bình thản không tức giận a." À? Chương 380: Phản công, thời gian nhoán một cái, không phải sao, cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, giờ phút này, Diệp Trần thân hình này nhoán lên dưới thì liền xông ra ngoài, đối phương đâu, đó cũng là trong nháy mắt chính là cho dịp trần quỳ xuống, chỉ cần là có một tia hy vọng, đối phương cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là muốn cùng dịp trần ăn thua đủ. Sự tình nói rõ thật, một tia hy vọng đều không có, nếu như như thế một mực đi xuống, cảm giác này, thật là là quá phiền lòng, đối phương suy nghĩ liên tục về sau, không phải sao, đây là làm được dáng vẻ như vậy một cái quyết định đến cái kia chính là không cùng dịp trần như thế làm càng đi xuống, làm chút nghiêm chỉnh sự tình, có thể nói cứ như vậy hảo hảo mà nói một chút. Không thể nói, tìm kiếm nghĩ cách cũng phải là muốn nói phía trên nói chuyện, cũng là như thế một chuyện, phanh phanh dập đầu tiếng vang lên, đây là thực sự là biết sai, biết sợ hãi, cho nên thì dập đầu lên. Dịp trần bên này thế nhưng là vẫn luôn là nhìn chầm chầm như thế một loại cảm giác nhìn chầm chầm cái này đối phương nhìn lấy, nếu là hắn muốn công kích, cái kia đòn công kích trí mạng cũng chính là trong nháy mắt liền có thể tới như thế một loại cảm giác. Đối phương nói với chính mình, trầm ổn, tỉnh táo, nhất định là muốn bình tĩnh lại, ân, không nếu như bị dịp trần cho như thế nắm mũi dẫn đi, bộ dạng này, thật là không thích hợp, kết quả đây, có tác dụng A. À, bởi vì Diệp Trần không nói nhưng là lại là nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm ngươi nhìn lấy, đây quả thực là để người da đầu tê dại như thế một loại cảm giác đây là không biết là phải làm gì là tốt như thế một loại cảm giác đầu đó là ông ông muốn là cùng dịp trần hảo hảo mà thương lượng một chút cũng tìm không thấy như thế một cái đột phá khẩu dịp trần đâu xuất thủ một chưởng thì đánh vào cái này đối phương gáy chuẩn xác mà nói là thủ đao công kích một kích này trực tiếp cũng là đem đối phương đánh cho đó là hôn mê đi đối phương đâu đó cũng là triệt để cũng là hôn mê bất tỉnh không phải sao cuối cùng là sự tình đã qua một đoạn thời gian, cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, dịp trận cùng bệ hạ trong nháy mắt cũng là thoát đi nơi này, lần này thật là biến mất không còn tâm tích không có truy binh đuổi kịp, bệ hạ đã là đem thế lực của mình cho tập kết lên, những thế lực này. Đó cũng đều là mấy cái này quân phản loạn không biết, làm một cái bệ hạ, vậy chỉ cần là không có não tử liền sẽ là biết người nào rục trịch, người nào trung lập, người nào cũng có thể coi là tuyệt đối trung thành trung lập không đáng kể, trung thành cứ như vậy thu nạp tại bên người, sau đó sẽ còn là bồi dưỡng được đến một số tử nô, không nên quá nhiều, 10. 20 ngàn là có thể, tự như là cẩm y vệ một dạng, chỉ là phục tùng cùng bệ hạ, vì cái này bệ hạ, thậm chí là mệnh đều có thể không muốn, bệ hạ nói chuyện chặt người nào, giấu ở cái này dân gian cẩm y vệ trong nháy mắt cũng là xúc động, xúc động cũng là chặt người, khống chế những cái này cẩm y vệ phương thức người ta cũng có, đây hết thảy đều là đang yên lặng tiến hành. Yên lặng huấn luyện, yên lặng khống chế, đến mức là những quân phản loạn này hoàn toàn là không biết, không phải sao, giờ phút này lúc này, cái này hơn vạn đại quân liền theo cái này bệ hạ một đạo, trực tiếp cũng là đi tới hoàng cung bên ngoài, dịp trần đâu, đó là bị bệ hạ theo lạc hồng nhang bên kia cho mượn tới, dịp trần là lần này hành động tổng chỉ huy. Tất cả tử nô đều nghe theo cùng mệnh lệnh của hắn. Xong việc, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập sau đó thì sao dịp trần hai con mắt nhìn chầm chầm cái này phía trước hai vị tuần tra chiến sĩ nhìn lấy khóa chặt đối phương tùy thời đều là chuẩn bị kỹ càng liền phải là muốn hướng về đối phương tới gần một khi là triển khai công kích ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu không không có khả năng tuyệt đối là chuyện không thể nào đối phương đâu hai con mắt đó là tràn ngập cảnh giác nhìn lấy chỗ tối làm một cái chiến sĩ tri giác thế nhưng là rất bén nhạy hắn tri giác nhắc nhở cùng hắn giờ phút này có chút vấn đề không thể là xem thường những thứ này ẩn tàng vấn đề trí mạng như thế một loại khả năng đều có cũng là như thế một chuyện sau đó thì sao liền bộ dạng như vậy rằng có nữa a à. đây cũng không phải là chuyện này hành động cái kia cũng không có cái phương hướng đối phương cứ như vậy một loại bị động cùng đợi địch nhân này xuất hiện thật là tâm phiền muốn chết như thế một loại bộ dáng cái này đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy, đây là chuyện khẳng định, phiền muộn, bực bội, tâm tình không tốt, cảm giác này, thật là cả người đều là không khá hơn. Xoát một tiếng, tại này người ta vạn phần chi lo nghĩ thời điểm, dịp trần xuất thủ, đối phương thời khắc này thật là buông lỏng xuống, bởi vì cái này cẩu vật cuối cùng là xuất thủ, nhưng là, chân trước buông lỏng chân sau tuyệt vọng, người ta xuất thủ là xuất thủ, cho ngươi cơ hội a à? người ta đây là trong nháy mắt này liền dựa vào gần đến trước người của ngươi đây là đơn giản công kích a đây là tuyệt mệnh công kích nhất định là muốn đưa ngươi đưa lên tuyệt lộ đây là muốn ngươi chết như thế một loại tiết tấu a đây là khiến người ta nhìn lấy đều là da đầu tê dại như thế một loại cảm giác đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt thổi phù một tiếng xuyên thủng thân thể một vị khác hồ vệ cũng là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cũng là vũ động vũ khí cứ như vậy hướng về dịp trần lao đến hắn cảm thấy chính mình một vòng đánh lén hẳn là tương đương xinh đẹp nhưng là kết quả đây một lần hai lần ba lần bốn lần cảm giác này trực tiếp cũng là nhiều lần thất bại không có trúng đích thành công như thế một loại khả năng như thế đồng dạng cứ thế mãi cái này đổi lại là ai cũng phải là sắp điên cũng là như thế một loại tình huống cái này tuyệt đối không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy tuyệt đối đối phương hy vọng nhìn thấy đó là đem tên đáng chết này bắt lại a à. trong lòng của đối phương đã là bắt đầu sinh thoái ý đối phương đã là không muốn như thế làm càng đi xuống nghĩ đó là khá tốt tình huống thực tế cái kia chính là không theo chiếu đối phương suy nghĩ đến đi không phải sao giờ phút này lúc này cái này dịp trần trưởng kích cái kia thật là là hướng về trên người của đối phương chỉ làm đi lên đánh cho tàn phế ngươi như thế một loại tiết tấu có mau bệnh a à như thế nào là trưởng kích đâu, cái này chính là cao thủ, nếu như là đau, vậy khẳng định là có sát ý, nếu như là có sát ý ngươi chẳng phải tránh tránh đi à, nếu như là trưởng kích. Ngươi còn như thế nào tránh né? Không có cách nào tránh né, ngươi quả thực cũng là mộng tệ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, làm trưởng kích đưa ngươi đánh cho đó là đã mất đi di động năng lực về sau, chật chật chật, đây chính là xử lý ngươi thời điểm, không phải sao? giờ phút này lúc này cái này một đau, cái này thật là là trong nháy mắt liền đến, đây là để hộ vệ tâm hoảng ý loạn cảm giác. Đây là một loại tùy thời đều là đặc biệt sẽ cảm giác tử vong, hắn liền xem như có lòng muốn muốn cải biến một ít gì, cái này, cái này cũng vô lực mà làm được a à, cuối cùng, vấn đề này vẫn là phát triển đến hắn căn bản cũng là không muốn nhìn thấy dáng vẻ, cuối cùng, hắn đặc biệt vẫn là muốn tiếp nhận tử vong, thổi phù một tiếng, hồ vệ trái tim bị xuyên thủng. Đao cũng rút ra, dết, 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 cửa mở, đại gia hỏa kêu gào dết đi vào. Bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio.